Anh làm đã đi anh. Hả? Cái ngăn nhỏ làm chưa? Anh cầm đôi đó cho em coi nào. Đây. Lấy cái băng keo trong á, có cuộn băng keo trong phía trên kìa, dán cái hộp lại, bỏ đó vô, bỏ kia cho em. Nguyễn Thúy ơi, dâu chưa nha, giày của Nguyễn Thúy dâu chưa đâu. Chiều nay dâu đi nha. Ừ hello em gái. Chiều nay dâu đi nha. Giày thể thao đầu like mà các chắc là lên giày thể thao đúng không mọi người? Lên giày thể thao đi, em còn ít à. Giày thể thao em còn ít thôi nha, lên giày thể thao xong là lên quần tây cho mọi người nha, quần công sở, áo kiểu rồi áo len, áo thun, áo Quảng Châu, nói chung là đặt thập cẩm bên Quảng Châu về nhiều lắm, cả ngàn cái đó, đủ mẫu à. Áo nâu cổ vét là sao, áo măng tô. Áo đó là áo măng tô em gái. Măng tô nha. Sao động cái điện thoại là cứ hết pin trời. Anh lấy băng keo trong á hả? Ai thấy dâu cho dòng chấm các chị ơi. Xin gì có một chấm vậy, giữ cho em một rừng chấm đi cho em thỏa tại nguyện chị ơi. Cho em một rừng chấm đi. Trời, tự nhiên hôm nay son môi nó quá tay hay sao mà giờ lên thấy cái mỏ mình với cái áo màu đỏ đằng sau nó giống nó tiệp màu dữ trời. Nói không tin. Nó có thể bữa nay son môi quá tay. Tại lúc này không có bật đèn, đứng ở trong đó thấy nó cũng còn lợt lợt. À, lúc nãy vợ chưa có bật đèn. Giờ lên đây nhìn trong máy này mới thấy cái mỏ mình với cái áo mà nó không khác nhau. Em đã bỏ bỏ kia cho em đừng bỏ đây. À vậy còn còn đôi nữa phải không? Còn cái này nữa nè, anh có bỏ cái này vô cho em luôn. Màu môi đẹp mà. Chấm like lên giùm em mọi người ơi. Chấm like lên giùm em nha. Ấy hôm nào cũng đỏ mà, dạ chị. Quần đỏ áo đỏ năm nay còn chưa mặc. Đang cử nên là chị tranh thủ like là quất cái môi màu đỏ thôi, chứ còn em đi ra ngoài em cũng không có để xăm môi màu đỏ. Vậy mà nó vẫn đen như thường. Mà may mà như vậy nó còn đen vậy đó. Hello mọi người nha.
Đầu la lên giày thể thao nha. Tối hôm qua chị nào chưa coi được thì chấm chấm lên cho em đi, em lên giày thể thao. Giày thể thao còn khoảng 5-7 mã gì thôi nha mọi người. Giày thể thao còn ít mã lắm. Nói chung là nó sẽ dao động lộn xộn. Lộn xộn thập cẩm thì từ size 35 tới size 40 là có đủ nha. Nhưng mà một mẫu thì nó không còn đủ size. Nhiều mẫu thì nó đủ size từ 35 tới 40, nhưng mà một mẫu là nó lẻ size hết nha mọi người. Tối hôm qua like hết rồi. Chấm like lên giùm em các chị ơi. Tối qua đang coi ngủ hồi nào luôn. Dạ. Em rảnh từ 12 giờ, đợi chị tới giờ em họp thì chị like. Chị canh hay quá ha. Bỏ vô hộp á, có cái hộp nào nữa không anh? Có mà. Còn dư hộp mà. Còn dư hộp mà phải không anh? Mấy bữa nay không ngày nào xem chọn like chị được. Thế bữa nay sẽ rảnh chưa? Bữa nay rảnh chưa? Bữa nay rảnh chưa ha? Quên đi ta. Bỏ cái này trong trong đây tự nhiên nó không có. Tí nữa người ta gọi rồi Zalo tùm lum tà la trên đây nó cứ rung rung trên đây nè. Hot Zalo này nha. Xem xíu là tới giờ. À. Ủa bé Trang ơi, em nói hôm nay ghé mấy giờ em ghé chị vậy? Mấy giờ em ghé chị vậy bé? Bé Trang ơi. Mọi người ơi, đầu like lên lên giày thể thao nha. Chấm chấm cho em cái các chị ơi. Lên giày thể thao ha. À ok em. Ok em nha. Chấm chấm đi, mình cũng tự chấm cho mình nè. Chấm like lên giùm em xíu các chị ơi. Thôi lên dần đi mọi người ơi. Tới giờ họp rồi không xem được buồn. Ừ. Hello bé Hồng Đào. Rồi đầu like lên cái gì đi ha. Chứ lên giày à, cho mọi người chấm like lên lên giày mà sao thấy nó buồn buồn quá vậy. Kiếm cái gì à. Ê, da da. Áo áo dễ thương chưa. Áo lụa này nó sẽ kèm tag luôn mọi người. Áo kiểu nha, đầu like lên lên cho mọi người áo kiểu, áo thập cẩm tí xíu đi ha. Hay là quần tây các chị. Hay là quần tây vậy, muốn lên mã nào là em lên cho, rồi tí nữa đông đông rồi em lên giày nha. Mọi người chấm like, share like cho em cái đi.
Đấy, gì mà nó yếu xìu. Dạ em chào chị nha, em chào chị. Rồi áo nha, nói chung là hàng Quảng Châu không nha khách nha. Hàng Quảng Châu con này là lụa, lụa tay bồng Quảng Châu. Rồi đầu like bán con này cho mọi người với giá là 59 ngàn, ok chưa? Lụa Quảng Châu màu này là màu nâu nha, nâu tây, nâu nâu bạc xỉu á. Lụa, lụa kèm tác hoa. Hàng Quảng Châu giùm em nha, tay của nó là tay bồng đây. Rồi 59 ngàn. Xỉ mà mấy cái giá này là em bao toàn quốc luôn á. Xỉ mà những hàng này chất vải với lại những kiểu như vậy mà giá chưa tới 100 ngàn thì em nói thật luôn, bao toàn quốc luôn. Đầu like bán con này cho mọi người 59 ngàn, bao đẹp bao xịn giùm em nè. Nâu nha chị đẹp, nào lấy nâu cho dâu mã nâu. Nâu nâu nâu, đi chơi đi công sở thoải mái nha, đi chơi đi công sở thoải mái giùm em đó. Còn là hàng Quảng Châu xịn nữa chứ, bốc vô không dưới 100 ngàn đâu mọi người, bốc vô không dưới 100 ngàn nha, hàng mới về á. Dạ đơn của chị Thanh Lam em đi rồi, đơn chị Thanh Lam em đi rồi. Rồi mã hồng nha, hồng nó là dạng một áo thun tay dài, ok. Rồi một áo thun dạng hoodie á, nó tay dài vải đẹp lắm, hàng Quảng Châu, nó là cô tông hai da, cô tông hai da hàng Quảng Châu giùm em nha. Ủa mấy màu chị, một màu duy nhất em gái ơi, một màu nha, một màu duy nhất nha, một màu duy nhất người đẹp ơi, chú cha ơi đẹp lắm, đẹp lắm luôn, vải rất rất là đẹp. Mọi người share like cho dâu đi, thịt logo người chia sẻ giùm em cái. Chứ còn bạn áo kiểu áo Quảng Châu xịn như vậy, rờ chất lụa bao xịn luôn, rờ chất lụa cam đoan là hàng xịn. Nguyễn Trần Bảo Ngọc nè, chốt mạnh tay cho em đi để, dạ để coi tí nữa còn năm để chị Thanh Lam nha. Ơi hết tuần này vô nghỉ mọi người ơi, chấm like share like cho em đi, thịt logo người chia sẻ giùm em đi các chị ơi, thịt logo người chia sẻ giùm em đi, mọi người chia sẻ đi, bán rẻ rồi mà. Rồi áo này em nói chị nào mua dưới 100 ngàn quay về đem tặng cho, mua dưới 100 ngàn những mã như vậy, mua dưới 100 ngàn thì em nói thật thật nói thẳng là em tặng nha. Áo này là free size, áo này là free size nha, chữ này là chữ thêu nè, thêu hết nha, hàng Quảng Châu, nó không phải là cô tông bình thường giống như áo Thái hoặc là áo Quảng Châu cô tông bình thường, nó là cô tông hai da, hàng Quảng Châu cô tông hai lớp hai da hai mặt giùm em nha mọi người nha, cô tông hai da giùm em nha, bao mịn cực mịn cực mịn. Rồi bán con hồng này cho mọi người là 79 ngàn, 79 ngàn, 79 ngàn nha. Dâu nói là chị nào đi lấy sỉ những mẫu như vậy mà mọi người nhập vô 80-90 ngàn là quay về đây em tặng hết, quay về đây em tặng hết cho nha. 79 ngàn cho dâu mã này là mã hồng, mã hồng mã hồng. Rồi áo này là áo đen, áo này là áo đen nha, đó dễ thương không, form nó lửng lửng, không phải form crop top đâu, form nó là lửng lửng thôi, áo Quảng Châu hết các chị ha. À, bán con đen này cho mọi người là 55 ngàn, 55 nha, chị nào lấy đen cho dâu mã đen, hàng Quảng Châu hết, đừng hỏi em là hàng gì nha, toàn bộ là hàng Quảng Châu hết các chị ơi, cho dâu mã đen nha, đen 55 ngàn, chị nào lấy đen cho em mã đen. Rồi áo trắng nè, dạ em cảm ơn nha, đó áo trắng vải đẹp lắm, vải rất đẹp giùm dâu nha. Rồi bán trắng này cho mọi người với giá là 75 ngàn. Trắng 75 chị đẹp nào lấy trắng cho em mã trắng nè. Trắng 75 nha, trắng 75 chị nào lấy trắng cho dâu mã trắng. Trắng 75, trắng 75. Quần tây áo kiểu nhiều mẫu lắm mà bữa nay live chiều ít view quá. Giờ này là mọi người đi làm hết đúng không? Mọi người là giờ này là đi làm hết, em có áo sơ mi nha. Sơ mi công sở nè, sơ mi Quảng Châu nè. Rồi 59 ngàn cho dâu mã này là mã sơ mi, đẹp vải đẹp nha, dày mịn đẹp, hàng Quảng Châu. Rồi sơ mi 59 ngàn, chị nào lấy con này cho em mã sơ mi đi các chị, cho dâu mã sơ mi đi, sơ mi chị nào lấy sơ mi cho dâu mã sơ mi nha. Đây sơ mi quần jean size L, bữa quần đẹp quá, quần jean size L chị dâu hết rồi, chị dâu chỉ có kaki jean thôi. Sơ mi ok Bảo Ngọc nha. Rồi mã hồng, chú cha ơi, Thiên Bình ơi, Thiên Bình à, dứt đi. Bán con này cho chị em mình giá bao nhiêu được trời, 49 ngàn chơi. Sơ mi nè, hàng Quảng Châu có lót hết mọi người nha, hàng Quảng Châu xịn có mút, à quên có lót, có lót hẳn hoi nha. Cái này thì các chị có thể là mặc, mặc bệt vai nè, hoặc là mặc có tay đều ok, mà em nghĩ là mặc có tay đi cho xinh, mặc có tay nó sẽ xinh hơn nha. Rồi 49 ngàn cho em mã hồng có nơ đằng trước nè, 49 ngàn cho dâu mã hồng nha, lót rồi.
lót hẳn hoi hồng cho Thiên Bình. Mọi người hiện logo người chia sẻ giùm em nha. Sơ mi cho Bảo Ngọc nè. Sơ mi cho Bảo Ngọc nha. Anh ơi, chạy đi đâu nữa rồi không biết. Sơ mi cho Bảo Ngọc nè. Chị Thanh Lam ơi, hết rồi, để em coi còn đó. Mọi người share like cho em đi, share like cho dâu nha. Đầu like lên lộn xộn thập cẩm một tí. Áo sơ mi, nhà có mấy cái bút rồi nha, đi đâu hết trơn rồi. Hồng nha, chị nào lấy hồng chốt mã hồng trên. Hồng đang còn nha mọi người, hồng em vẫn đang còn. Em lên trễ à, ok, lên giày vậy dâu ơi. Rồi ok, lên giày nha. Đây lên giày để lên mấy cái này nó lẻ lẻ đây một cái nè. Áo đẹp lắm, áo Quảng Châu không à. Nè, dễ thương không? Trời ơi, ta nói cái vải nó mắc lạnh luôn các chị ơi. Không lẽ để mặc luôn á. Cái này là mọi người rút dây lên cho dễ thương. Nha, về rút dây lên giùm em cho dễ thương nha mọi người. Nói chung là áo này là có cái dây rút lên rồi. Mấy chị về rút lên cho dâu đi, nhìn cho nó dễ thương nè. Em là giờ em rút tượng trưng thôi ha. Giờ là dâu rút tượng trưng thôi nha. Rồi, trắng cho dâu mã trắng đi các chị yêu ơi. Trời ơi, 79.000. Trắng dễ thương không? 79.000 nha. Hai áo sâu quần trắng đó, hai áo sau quần trắng, áo len, áo khoác len với lại măng tô, khoác len với măng tô dài. Em nhận măng tô chưa, đơn vừa rồi của em có măng tô chưa ta? À mà mẫu mới đây nha các chị ơi, trắng nè, trắng 75 cho Trang nè, dễ thương muốn chết. Ủa trắng 79 chứ, trắng 79.000 cho Trang nè. Quần đùi có size của em kìa. Áo lụa này đẹp ghê luôn. Áo lụa này em còn cái nha, kèm tác á. Áo lụa đó em còn cái này là lẻ lẻ vô lên giày liền. Tại vì mọi người chưa vô, chưa đông á. Chấm like lên cho em với các chị ơi. Chấm like, share like. Chùa ơi, con sơ mi này đẹp lắm luôn. Sơ mi đây. Nó là một dạng áo kiểu, một dạng sơ mi kiểu á. Một dạng sơ mi kiểu mà có nón phía sau, có nón nữa mọi người. Một dạng áo kiểu có nón nha. Dạng thun phối sơ mi có kiểu nè. Rồi cho dâu mã này là mã free size nha, cho dâu mã này là mã sọc đi, 59.000. Bao nhiêu ký vừa, Quỳnh Heo hỏi mã nào em? Quỳnh Heo hỏi mã nào em? Ừ ok Du Phương nha. Đây cho dâu mã này là mã sọc nha, 59.000 free size. Free size nha, đằng sau là phối thun màu trắng, cô tông màu trắng, đằng trước là sọc rêu. 49.000 chứ lột, 49.000. Chị nào lấy con này cho dâu mã sọc nha, free size giùm em. Free size giùm dâu nha, áo có nón. Áo cỏ nón nha, cho dâu mã này là mã sọc nha. Hả, free size là gì vậy? Sọc nha. 49.000, con này là 49.000 em ơi. Lên mấy mẫu áo kiểu cho mọi người đi rồi lên lên ấy nha. Anh xuống coi đổ mực vô bút cho em cái coi. Sọc rêu hết nha, sọc rêu hết nha Quỳnh Heo ơi.
Rồi em có một cái tím nè. Ôi trời ơi, đẹp không? Tím này là free size luôn. Tay nó bồng bồng nha. Tím tay bồng bồng nha. Lấy sọc rêu hết rồi. Sọc rêu hết nha mọi người. Share like cho em đi. Share like giùm em các chị ơi, cho dâu mã tím nha. Bán tím này cho mọi người bao nhiêu ta? 49 ngàn luôn. Hàng Quảng Châu nha. Hàng Quảng Châu cho dâu mã tím. Con này là free size á. 60-65 cân đổ về mọi người mặc ok nha. Chị nào mà gầy gầy sợ rộng thì đừng lấy. Còn không thì cứ năm mấy 60kg 65 cân mặc cho em. Đây nè. Nhà nhiều bút lắm mà sao mất đi đâu hết ha. Em làm sao em ăn đâu luôn rồi. Tím cho Du Phương nè. Ok em nha. Áo đằng sau hả? Mọi người ơi chấm like đi. Dâu like xíu nữa rồi dâu lên nha. Giày thể thao. Lấy đi Du Phương ơi. Len này là len lông thỏ. Tông của nó là tông đỏ đô. Lên like là nó hơi sáng. Lên like là nó hơi sáng nha. Còn tông của nó là tông đỏ đô em gái ơi. Đây đúng không? Con này là len lông thỏ. Len Quảng Châu mịn. Chất rất là mịn. Có túi luôn. Em có một cái nha. Bán con này cho mọi người là giá 125 ngàn. Len lông thỏ. Len lông thỏ nha. Chị nào lấy đỏ cho dâu mã đỏ. Tông của nó là đỏ đô nha. Lên like là do đèn nhà dâu nó đèn pha nhiều. Rồi vô lai là nó hút á. Cái màu đỏ này là đỏ đô là nó hay hút. Có máy thì ra màu đỏ tươi. Có máy thì nó ra hồng cánh sen. Mọi người nha. Rồi áo khoác len đỏ 125 bao đẹp. Len lông thỏ giùm em nè. Lông thỏ lông thỏ nha. Vậy lại. Đây măng tô đúng không? Chị Trao đẹp lắm. Hôm bữa em về được có mấy chục cái măng tô à. Hai màu chị nào hụt quá thì đợt này giúp con này cho em nha. Siêu đẹp siêu đẹp. Màu bò nâu bò. Măng tô nha các chị ơi, măng tô dài. Măng tô dài giùm dâu nha. Đó, măng tô dài giùm em nha mọi người. Măng tô dài giùm em nha, nó không có size đâu, nó free size. Nói chung là chị nào sợ rộng thì đừng lấy. Cứ năm mấy 60 65 cân thì hãy lấy cho em. Nha, chị nào sợ rộng thì đừng lấy chứ còn bán măng tô này cho mọi người với giá chất của nó là dạ co giãn đó, dạ co giãn mọi người nha. Bán con này cho chị em mình với giá là 135 ngàn. 135 135 nè. Dạ lót hết nha mọi người, co giãn nha. Dạ dày mịn co giãn, size gì chị em vừa vừa chứ em là chắc chắn là vừa rồi. Dạ nha. Dạ em có ấy xong mà chắc họ còn không biết được được chục cái không à. Dài qua gối cho dâu nha. Em mà giờ em biết được cái điện thoại em nó kêu đâu em chết liền ha. Kiếm hộ em cái. Cái này dâu có hình mẫu mà, hình mẫu mặt đẹp lắm. Để tí nữa dâu đăng hình mẫu lên. Alo. Alo ạ. À. Trời ơi, ta chưa bấm mà. Khổ ghê. 135 cho bé Thuận Huỳnh một cái, cho Du Phương một cái. Ok nha. 135 đi cả nước chắc mình em bán con này 135 quá. Nói chung là mọi người không cần phải cài nút đâu, mọi người chỉ cần thả ra là đẹp rồi, hoặc là mang cái dây lưng thả, nhưng mà mang dây lưng đẹp luôn. Một màu duy nhất em ơi, một màu duy nhất nha. Làm nút tượng trưng thôi chứ còn các chị cũng không cần phải cài nút lại đâu. Nó dày muốn chết. Khoác măng tô. Khoác này nói chung là dễ mặc lắm chị. Form của nó là form suông mà. Free size. Trời ơi, này anh ơi vô xếp cho em cái đi, giờ không có thời gian mà ngồi mà xếp đâu. Ít là không có nhiều nha. 135 cho Châu Ngân một cái này. Đâu có mực có ra đâu. Anh bỏ đồ này hả? Xếp cái áo măng tô lại, bỏ vô đơn bao bự bự đó cho Du Phương kìa. Ủa nè anh có bốc cái nào ra không vậy? Ủa vậy là hết đó hả? Ủa vậy là ấy hết rồi đó hả? Rồi xếp cái này ra cho em cái coi, xếp ra đi anh. Áo này nè, xếp bỏ chung vô cái bao ni lông kìa, xong rồi bỏ vô cái bao đen kia cho em cái. Chỗ này tổng cộng 10 cái bao đen. Đây nè, em nói là cái bao bự đây nè, chị rõ ràng đúng rồi. Xếp cái áo này nè. Ủa vậy là hết đó hả? Châu Ngân có nha, Thuận Huỳnh có, Du Phương có luôn, vậy hết rồi, chị Tu hết rồi. Giờ lột cái con này đi. Anh không có bốc cái này ra, bỏ chỗ nào hết phải không anh?
Này anh bóc có mấy cái chỗ này thôi đúng không? Em còn mẫu khác mà. Hôm qua nói là màu đỏ, chị nào vô like em hỏi mã này. Đó là lý do vì sao chồng chị bắt nghỉ á, cứ bị réo bỏ mực vô bút hoài. À, con vừa ngựa chọc nó chửi đi nha. Hôm qua chị nào hỏi dâu dâu không nhớ cái mã này luôn á. Trời ơi đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi. Má ơi chết đẹp, đẹp chịu không nổi. Lông đỏ chị Thu ơi, đẹp lắm. Ờ suốt ngày bị réo bỏ mực với bút hoài. Xếp ở chỗ này gọn hơn để em lấy nè. Người ta nói là khi mà nghỉ bán là nó về nó dập cho liên tục cái này để cho bé Thuận Huỳnh, tại nó hết mực rồi nên mới dày. Chị Thu bảo áo caro đó như chị Tuyết Nhi, áo caro đó là 175.000, đẹp lắm em ơi, đẹp lắm em gái ơi, đúng ý bà cười. Thấy khác mẫu chị mới nhận, dạ đúng rồi chị dâu, chị mới nhận là mẫu 175, cũng là dạ luôn 175, mà bữa đó em dạ 175, dạ này là màu đậm hơn một tí, kiểu hơi khác một tí, kiểu hơi khác một tí nha. Bỏ cái này cho em nè, đi đâu nữa, bỏ cái này vô đây nè, ngồi đang tùm lum đây mà đi đâu nữa. Áo len đỏ sau chị 53 kg mặc không em? Áo len đỏ đằng sau chị là áo khoác mà, len đỏ đằng sau chị là áo khoác nha. Đâu? Ừ anh chạy qua chỗ công viên đầm sen đi. Quỳnh Heo hả? Quỳnh Heo có địa chỉ nhà dâu chưa ta? Hình như là Quỳnh Heo có địa chỉ nhà dâu rồi đúng không? Ờ ok. Bỏ mực vào bút chồng ơi, bỏ mực vào bút giúp em. Bút nào em? Bút viết hay bút riêng của anh? Quỷ à, sao nói vậy, nãy giờ bình luận cái bút không vậy? Thôi nha, để bán hàng nha. Yêu tình. Hết rồi. Vậy là khoác đó được có mấy cái đó. Em không, sao mà mấy cái được nhờ, không biết là em để đâu nữa rồi á. Xếp cái này lại cho em đi. Anh chạy đi đâu hả? Đây nè, lấy cái áo đây cho em cái nè. Xếp cái này lại. Canh, ông chạy lên lầu không mà trời. Có gì trên lầu á hay đâu. Lấy cái tím này cho em đi. Em không biết là để tí nữa em coi lại nha, để có em để chị. Quỳnh Heo có đơn nhà dâu chưa ta? 49.000 áo sọc nè. Đây. Chúng ta nên xem lại việc đếm của chị dâu. À đây nha Tuyết Nhi ơi, áo đây đúng không, 175 nha em gái. Áo Quảng Châu có kèm tác đá xịn lắm, áo Quảng Châu có kèm tác đá rất là xịn nha. Đây em gái nha, 175 vô còn vài cái thôi, vô còn hai cái à, còn đúng hai cái luôn á, còn đúng hai cái nha. Áo đen em mặc, dạ áo đen em đang mặc là áo len tay bồng, đẹp lắm, em cho chị coi kiểu nè. Áo len em đang mặc nha, em cho chị coi kiểu nha. Áo này đây, ủa không phải, con này để cho chị vớ nè. Giày không chị? Không, giày vừa. Dạ ok chị Quỳnh Heo nha, giày vừa, mã đỏ giày vừa nha, không có giày nhiều đâu. Nói chung là nó phù hợp với thời tiết ở trong miền Nam này, em khoác được. Đây nha chị ơi, mặc thả, tại vì em mặc lai, em đóng thùng tiện thể là em bán luôn dây lưng, nên là em mới đóng thùng chứ còn mặc thả đẹp lắm chị. Tại vì hai bên đây là nó như vậy nè, hai bên áo phía dưới là nó có bo nha. Form đẹp giống như form của dâu đang mặc, nó không bị bự đâu. Thường thường người ta bự thì nó tay, nó bồng, nó kỳ, nó mất cân đối với cái người của mình. Còn len này là nó may, nói chung là sát trong cái phần nách của mình luôn. Đây chị yêu ơi, đây nha,
Nghe, chị nào ưng bánh bèo thì để nơ, còn không ưng bánh bèo thì bỏ nơ đi. Ưng thì để nơ, không ưng thì bỏ nơ nha. Còn khoác tôm hơi, khoác tôm hơi để dâu lên mẫu cho coi chói quá. Mở cửa ra cái chói quá. Để dâu lên mẫu cho coi nha. Còn mấy cái là bán cho mọi người 60 ngàn, còn ít lắm. Còn ít nha, hai lớp hay một chị. Tuyết Như ơi, hai lớp, dạ đó là dạ hai lớp. Nhưng mà dạ loại này là dạ mịn, nó không giống như hàng dạ, nó không giống như hàng dạ này em ơi. Hàng dạ này thì nó dày, hàng dạ kia thì nó mỏng hơn. Mịn nha, cái nào cũng mịn cũng đẹp, mà hàng dạ kia nó mỏng hơn. Nó cũng phải có lót phía trong, có lót phía trong mặc mới thích chứ. Lót lụa phía trong luôn, hàng nào cũng lót lụa mà hàng này thì nó dày hơn, hàng kia thì nó mỏng hơn một tí, nhưng mà hàng nào cũng đẹp, hàng nào cũng đẹp nha. Không làm thì nhà chị Thu Lương ở Long An, em gần tầm vô Long An, bữa nào chị em mình rủ lên chị dâu quậy bả bữa. Thôi khỏi phải lên dâu nha. Dâu nghỉ bán nào dâu tự lết xuống. Dâu nghỉ bán nào dâu tự lết xuống, không cần lên, không cần lên dâu đâu ha. Ok không? Xuống chơi khô máu luôn. Còn ít máu chơi khô luôn nè. Em bao nhiêu ký vậy Tuyết Nhi? Tuyết Nhi em bao nhiêu ký, xem dạ của chị, dạ chị cầm sợ không có sai em á. Khoét thông hơi dâu còn màu đây các chị nha. Gì? Ai mới đặt khoét thông hơi quên mất tiêu rồi. Khoét thông hơi dâu có ba màu xanh xanh lợt, à xanh biển nè, nói chung là xanh, xanh biển, xanh rêu và màu vàng nha. Khoét thông hơi đây. 60.000, 60.000. 60.000 nha mọi người ơi, chị nào lấy màu nào cho em màu đó đây, màu xanh đây, xanh biển nha. À 50 kg lấy chị hai áo nha dâu. Áo dâu đang mặc hả? Áo dâu đang mặc là 149.000 chị ơi. Áo dâu đang mặc ở ngoài là bán con này 180, em bình thường em lấy hàng gì em phải bán con này là 165. Em bình thường em lấy hàng gì nếu mà không nghĩ là em bán 165 rồi, em nghĩ là em bán con này là 149 đó. Đẹp lắm chị. Không phải đẹp mà nó xịn nữa, áo này nè không phải đẹp mà nó xịn. Bao trẻ luôn chị ơi. Em cũng để lại cái em mặc mà. Em còn để lại em mặc á, xanh biển trời hết mực rồi, hết máu lấy gì sống trời. Bởi vậy chị nói em đi trốn nợ ở villa không sao mà em đi được, em nói là xuống cây đi, em đi trốn nợ cây xăng thôi. Có gì hả? Nó rồi. Áo thông hơi màu vàng, dạ ok chị nha, áo thông hơi màu vàng. Khoác thông hơi nha, em bán 60 ngàn cái cho chị em nha. Khoác thông hơi 60 ngàn. Chị nào lấy khoác chốt mã khoác giùm em nha. Chị có được. Hả? Em đang hỏi ai vậy? Hỏi chị Thu hả? 60 ngàn nha, chị nào lấy. Em xanh biển 50 kg, ok. Xanh biển 50 kg nè. Xanh cho chen chen. Khoác nha, chị nào lấy khoác. Em còn mấy cái, chắc không được 10 cái đâu. Mấy cái à, 5-7 cái gì thôi à. 60 ngàn nha, chị nào lấy. Chờ em tí em lên mẫu liền mọi người nha. Hai áo cho chị rồi nè, để đọc lại comment cái thôi. Chưa không cập không đọc kịp comment luôn. Có rồi gái, chị mua vô và ánh mắt 175.000 lần, 175 nó dứt hai cái, mẫu đó khác. Quỷ hà. Dạ ok chị nha. Mẫu đó khác nha, em xem dạ đen ok nha. Mẫu này đậm hơn và có viền đúng rồi. Khoác thông hơi xanh 60.000, dạ ok chị nha. Ok chị Liên Trang nè. Chị nào lấy khoác cho em mã khoác nha. Em còn ít ra, chị nào lấy khoác chốt mã khoác giùm em. Không khác lắm, dài như nhau, màu đậm lợt không chị, khác. Khác hoàn toàn, khác hoàn toàn, khác hoàn toàn. Mẫu này nó sẽ hình như là nó dài hơn một tí hay sao á. Độ dài thì em không để ý, nhưng mà mẫu khác chị ơi. Hai mẫu khác nhau hoàn toàn, em có hình mà. Chị Liên Trang Huỳnh nè. Quần sọt chị nói có size của em. Ừ chờ tí nha. Đổi yên ơi. Khoác thì dâu có size. Khoác là dâu có size màu rêu. Màu rêu dâu còn hai cái. Màu rêu dâu còn hai cái là size 60, trên 60 cân, cỡ 60 tới 75 cân.
hai cái khoác, khoác xanh cho anh Kiều. Dạ chị Oanh Kiều một khoác nè. Chị ơi, chị Liên Trang ơi, chị lấy hai khoác hả? Hai khoác màu xanh luôn hay là sao? Chị lấy hai khoác màu xanh luôn hay là hai khoác màu xanh biển hay là hai mẫu nào chị ơi? Xanh 60.000. Chị lấy hai khoác luôn hay sao chị? Hai khoác một màu xanh này hay là sao? Em còn mấy cái thôi nha. Áo khoác da lộn nha, áo khoác da lộn chưa khui bé ơi, áo khoác da lộn chưa đâu chắc. Dạ ok chị nha. Văn Kiều 60.000. À hai mẫu vậy là em để chị thêm cái màu vàng. Em để chị thêm cái màu vàng nha. Màu vàng mới có size của chị. Màu vàng với lại màu xanh, xanh là size dưới 60kg, khoảng 4 mấy 5 mấy kg thôi à. Còn màu rêu là trên 60kg nha. Màu rêu là trên 60kg nha. Dạ rồi em để chị rồi. Em có màu vàng, màu vàng với lại màu xanh này là size khoảng 4 mấy 5 mấy ký, dưới 60kg. Còn màu rêu này là size trên 60kg cho em nha. Màu rêu cũng còn hai cái à. Chị nào lấy màu nào thì comment màu đó giùm em. Chị nào lấy màu nào chốt màu đó nha. Để mấy cái lẻ lẻ này em la em lên cái luôn đi. Áo đen này dễ thương không? Hàng Quảng Châu hết nha, mọi người đừng hỏi em hàng gì nha. Hàng Quảng Châu hết nha. Ủa áo đỏ kìa, áo đỏ, áo lông đỏ mới. Nè, ba áo khoác nè. Lông đỏ bữa giờ ai mà dặn mã này. Trời ơi em nhờ giờ em nhớ chết liền luôn á. Xanh biển. À 60kg cho mẹ thì em lấy qua màu màu xanh rêu nha. 60kg cho mẹ em lấy xanh rêu nha. Chứ còn xanh biển hết rồi, hết size rồi. À áo khoác thông hơi thanh tuyền. Khoác thông hơi chị dâu bán 60.000 cái thôi à, đẹp lắm. Khoác thông hơi nha, size của em là chị dâu có màu vàng với lại màu xanh nước biển. Vàng với lại màu xanh xanh nước biển nha. Xem kỹ lông đỏ ok, lên lông đỏ nè. Giờ mà chị nào hỏi dâu lông đỏ ai đặt hàng, dâu nói thật là chưa có thời gian để khui lại. Nửa tháng trước dâu đăng hình đó, đặt hàng ở bên Quảng Châu, dâu đặt bữa giờ đúng 20 ngày hơn á, tầm 1 tháng á, bây giờ nó mới về tới đó. Nè. Nó về tới từ 2 ngày rồi mà em không có thời gian em khui. Hôm qua chị nào hỏi dâu, dâu còn hết hồn. Dâu nói là không biết là nó giao chưa, không hay luôn, hôm nay mới khui ra mấy bao hàng. Thấy con này trong đó. Áo khoác thông hơi em gái ơi, nó sẽ kèm túi, nó sẽ kèm túi như vậy nè. Kèm cái túi như vậy nha. Bé Hiền ơi, bé Thanh Tuyền ơi, kèm túi như vậy nè. Đây khoác thông hơi đây. Nó túi là nó có dây kéo hẳn hoi nha, hai túi ngoài là có dây kéo nè. Tay là xỏ ngón nha. Ừ, tay là xỏ ngón nha, dâu có màu vàng. Với lại màu xanh biển là có size màu xanh rêu này thì dâu size lớn, xanh rêu này là xanh rêu cho đội yếm nè, ok. Cái này trời ơi đẹp cũng chết luôn. Khoác đỏ, khoác xanh 60 chị lấy cái 45-50kg. Khoác xanh hả, em còn cái size M á chị, để coi nha. Nè size M nè, nó có size nè. Size M. Nhưng mà nó không ôm đâu nha, chị mặc được rồi, không ôm đâu. Lấy chị lấy một áo chị mặc, ok. Nhiều việc quá giờ. Dạ áo vô mặt là 149.000. Chờ tí em lên giày với lại áo khoác cho. À quên, áo quần quần công sở, áo kiểu. Nói chung là nó nhiều mẫu quá giờ em. Từ từ nha các chị ơi. Bây giờ không biết bắt đầu từ đâu. Ông xã nói thôi đi lên ngủ đi. Anh bỏ cái đơn này qua lên kia kìa, lên chỗ áo sọc kìa. Áo sọc ở trên kệ. Chị nào mẹ hỏi em mã gì ta? Mẫu quần sọt nâu tây nha, quần sọt nâu tây. Áo vô mặt còn mấy cái thôi nha, chị nào lấy thì comment cho dâu ha. Đây là Oanh Kiều nè, 149 vải cực đẹp luôn, áo vô mặt á. Quần tây chờ dâu tỷ nha. Nâu tây đây em gái.
Đây nha, size M đây. Đây nha Phương Nhi. Quần này là quần nội địa, quần đẹp lắm, vải cực đẹp nha, 145.000. Nghĩ lên like chồng dâu có bán thuốc cai nghiện không? Cái này chị inbox cho chồng em đi. Lên quần tây em ơi, dạ chị tí nữa nha. Em lên giày thể thao trước rồi em mới lên quần tây nha chị nha, tại vì quần tây nhiều mẫu lắm. Đây 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 đây, rồi quần nha Phương Nhi ơi, đẹp lắm. À giống chị dâu đang mặc này, dâu đang mặc là màu đen size S à. Màu đen hết rồi, hết size. Nếu mà size M là dâu chỉ còn đúng một nâu tây thôi, nâu tây này là có size S M. Nâu tây này là dâu có size S và M. Màu đen dâu mặc là còn đúng size S thôi nha. Hết rồi, đẹp lắm luôn. Quần này có túi, quần kia thì không túi. Mình mang thêm cái dây lưng vô như, giống như dâu á. Cái này là nó tượng trưng thôi chứ còn nó kéo nó không hở nha. Nghiện dâu mà hết tiền luôn trời ơi. Dựa xăng mà hết la hết tiền. Đây nè, dâu có hai mẫu này. Tuyết Nhi ơi, chân váy chị dâu có cả chân váy kèm nha, nếu mà mua nguyên set thì 300. Co giãn không chị, có size lớn không? Không có, quần giống chị đang mặc đúng rồi, form đẹp mà. Đây nè, dâu có nguyên set nha, set này 300. Hàng Quảng Châu siêu xịn nè, ai nhận hàng biết rồi, Phương Nhi nhận chưa? Dâu nói là ai nhận hàng cũng khen ưng set này. Ở ngoài bán rẻ lắm là cũng phải trên 450 nha, còn không hơn 500. Hàng Quảng Châu nó làm xịn lắm. Đây nè, chân váy thì có S có M, có lót quần phía trong. Áo cũng có size S và M luôn mọi người nha. Đó, chân váy đây, quần đây, áo đây. Chất lừ luôn, cực chất luôn. Chị nào lấy thì comment cho em nha, vô có size S M. Nguyên set nha, set này là có size S và M. Chắc còn được dài mẫu à, dài cái à. Em coi mẫu đó đúng không? À mã đó đúng không? Quần giống chị dâu đang mặc em gái nha. Áo đen này để về hà, về khu đặt hàng bên Quảng Châu bữa giờ đó. Nó sắp về tới. Quần đùi đây nè. Quần đùi nãy chị nói em đúng không? Có nâu tây. Nâu tây. Xem rõ áo xem chị. Không rõ hả? Xem vậy mà nãy giờ dơ vậy không rõ hả? Dâu còn S còn một set thôi. M cũng còn một set là hết nha. Size M đổi yên ơi, tí nữa chị dâu like, em chờ chị tí đi. Em chờ chị tí đi, nhiều mẫu lắm. Tại vì có màu nữa, em chỉ lấy màu đen thôi hay là em lấy màu gì? Em lấy màu đen thôi hay là em lấy màu khác nữa? Tại vì dâu dâu có mấy mẫu lận. Nha nè, có cài nút vô nè. Có cài nút đây nha em nha, nguyên set 300. Cực xịn nha. Cái này là mới bỏ cái áo, cái bao nào vừa mà ta. Bây giờ tìm cái bao để bỏ không có ha. Đây nè, quần này là dâu có size nè. Quần này là dâu có size, nói chung là dành cho chị mông bự. Mà chị dâu nghĩ em mặc thì sợ rộng eo á. Tại vì em đâu bự đâu đúng không. Quần này là size trên 60kg. Áo dâu mặc một màu duy nhất em ơi, một màu duy nhất nha, còn mấy cái thôi à. Áo dâu mặc một màu duy nhất. Phía dưới nó làm đẹp lắm, đây nè, dâu cho em coi nè. Áo dâu đang mặc á. Áo dâu đang mặc là 149.000. Thảo lấy đi. Nè phía dưới nó làm đẹp lắm. Nó bo như vậy nè. Chỉ hai bên là nó có cái áo như vậy. Không cần đóng thùng, mặc thả đã đẹp rồi. Tại vì em thích thì đóng thùng thôi. Dâu thích đóng thùng, dâu mặc đóng thùng thôi. Chứ còn mọi người không cần phải đóng thùng đâu nha. Áo dạ caro có size luôn, có chân váy luôn. Chân váy của nó đây nè. Chân váy của nó nè. Đó, chân váy của nó đây. Chân váy thì nó hơi gần giống. Chân váy thì nó gần giống thôi. 19-10, còn cái mẫu đen kẻ kia là nó y chang nhau. Quần sọc có mấy màu và size lớn nhất. Size lớn nhất là khoảng 65 cân, 70kg đổ về. Size lớn nhất nếu mà cao thì 70kg, còn lùng là 60-65 cân là bao vừa nha. À, đây nha. Màu đây là màu nâu tây, màu vàng với lại màu đen. Chỉ dâu cả 3 màu, gần hết rồi. Vàng nè, đại khóa nó khác thôi, nâu tây và đen nha. Size bự mọi người ơi, nói chung là size bự nha, size bự không có size nhỏ đâu mọi người, size nhỏ hết rồi, size trên 60kg đổ lên nha. Chị nào mà lùng mập á, mông bự đùi bự thì khoảng 58 cân gì đó, còn không là cứ trên 60kg mặc kem nha. Tại vì nó còn co giãn nữa nha. Rồi để em lên áo đen này đi,
mẫu chị đăng lên này em nhắn là chị. Ừ vậy là để cho em mã đó đúng không, mã đó tối chị vô like, mã đó tối chị vô like nha em nha. Nâu tây size lớn nhất anh bỏ lên đơn, lên đó cho em anh xếp lại cho nó gọn. Quần sọt nâu tây đen XL, quần sọt đen và nâu tây size XL. Ok chị, đây này, em không em quăng lên em nói bao đen là chỉ có một bao đó thôi, em nghe đi chị. Bình Dương, Bình Dương em lộn, với lại nãy em có một đơn đưa cho anh Sĩ nữa, tên gì đó, giữ lại ba đơn cho em. Dạ yeah. À có chị hỏi anh Sĩ đi, ở gì ở Hồ Chí Minh để em nhắn qua cho. Dạ dạ đây vàng, hết vàng nè, em còn một cái đen thôi nha, hết rồi, còn một cái đen cuối cùng, còn một cái đen cuối cùng nha. Rồi em tiếp mẫu nha. Ờ ok ok. Chị lấy rồi, chị lấy rồi. Rồi để em, ủa em nói là lên áo áo đỏ, áo áo khoác đỏ. Chưa khui hả? Nhớ có khui khoác rồi mà. Lên khoác đỏ cả đi cho đẹp lắm, đẹp đẹp kinh khủng. Giá nhiêu vậy chị? 75.000 em gái ơi. Mẫu sọc này là dâu có cả chân váy này Phương Nhi. Sọc này đẹp lắm luôn á, chị dâu gửi cho em hai set á, set caro, set màu đen với lại set màu màu sọc đẹp lắm. Chất cực đẹp luôn nha, chất cực đẹp, cực đẹp. Đó, bao chất luôn. Siêu đẹp giùm dâu nha. Lên con khoác đỏ nè. Ráng like hết tuần này em nghĩ mọi người ơi, nên là ráng đẩy hàng đi cho nó lẹ chứ. Sếp dạ 300 em quần sọt nâu tây còn. Dạ quần sọt nâu tây em không có lờ chị ơi, quần sọt nâu tây em không có lờ nha, nâu tây em không có lờ, mịn ghê luôn. Nó là vải kaki á, kaki mịn lắm, kaki mềm mịn nha, mà lót lông phía trong, lót lông phía trong nha mọi người. Đó phía ngoài là nó làm như vậy nữa nè, nói chung là rất rất là xịn, bao xịn đẹp, bao xịn bao đẹp giùm em nha. Nè trời ơi, đây nè, lót phía trong mọi người coi kỹ giùm em nha, lót phía trong đây các chị yêu dấu ơi. Rồi nghỉ bảng, bảng con này cho mọi người 195, nghỉ bảng giá 195, chỉ còn mọi người thấy không, áo áo xịn bao ấm luôn, áo xịn mà nó làm như vậy thì em nói thật luôn, ai mà bán 195 đúng không, hàng Quảng Châu nữa. Em nghĩ bạn bạn con này 195 á, lót nè, nguyên vàng lót đỏ đô đẹp cực luôn. Cái này ở ngoài thì em nghĩ là tháo được quá, chị nào không ưng thì chắc nè, cái này chị nào không ưng thì chắc tháo được quá thôi, không nghiên cứu cái phần đấy. Đỏ nha, đỏ 195. Trời ơi mặc bao ấm luôn á, để mặc thử cho mọi người coi form nha. Phương Nhi nó dặn là đỏ đô nha, tông đỏ đô là tông dễ mặc nhất rồi, đẹp nhất rồi. Áo vô đang mặc đây. Đó, chỗ ưng thì chùm nó lên, không thì thôi. Áo vô đang mặc đây nha mọi người nha. 195.000. 195 giùm em nha các chị ơi, 195 nha, áo vô đang mặc là 195. 195 nha. Lót cái vàng lông của nó phía trong nhìn đã lắm luôn, màu đỏ đô cũng dễ mặc mà các chị nha, không cần mặc khoác mặc cài như vậy cũng được rồi, không cần phải cài lại. Ok mặc dễ mà, phối cái gì cũng được hết. One size L em còn mẫu khác nha chị nha, đây nha, mịn ghê luôn. 195, 195 nha. Em nghĩ là đi cả nước mà bán mẫu này 195 không ai bán nổi luôn á.
nghĩ bạn bạn con này 195 này, nguyên cái vàng phía trong nó lót đẹp chưa, siêu mịn, lót lông siêu siêu mịn, áo khoác lông đỏ nha, chị nào lấy lông đỏ cho em mã lông đỏ nè, khoác lông đỏ nha, không một màu duy nhất em ơi, một màu duy nhất nha, một màu duy nhất, một màu duy nhất dùm chị dâu, đẹp lắm, khoác đỏ cho chị Vân Linh, trời ơi nó xuất sắc kinh hồn luôn mấy chị ơi. Một chị mua con này Tết về về quê mặc đúng không, đẹp lắm luôn á, đẹp quá trời. Thanh Hà dạ quần sọt size L em hết rồi chị. Chị Hà ơi quần sọt size L em còn màu đen à, khoác đỏ size tôi nha, dạ khoác dễ mặc mà, 195.000 nhức nách luôn, 195 nhức nách luôn mọi người ơi. Cho Mộng Liên nè, 195.000. Chị nào lấy khoác đỏ cho dâu mã khoác đỏ nha. Quần đen đây hả? Quần đen này em có size 50 cân trở lên tới 65 cân đó chị. Nói chung là size trên dưới 60 kg. Chị mặc được không? Size này là trên dưới 60 kg 75.000. Co giãn. Vải co giãn nha chị nha, nó có kèm sẵn cái tag đây rồi. Quần đen nha, em còn có một cái à. Đẹp, vải đẹp lắm luôn, 75.000 em còn có một cái chị ơi. Cộng đi chị chuyển khoản nhé. Dạ ok chị nha. Quần đen nha, có túi nữa, có túi, có túi. Hay trời, Tết chị ra Bắc. Lạnh chị một à. Quần đen cho Liên nè. Quần đen cho Liên luôn. Rồi đỏ nha chị nào, 52 kg thôi à. À 52 kg là mặc rộng với chị Thanh Hà ơi. 52 kg mặc hơi rộng nha. Khoác đỏ. Ai lấy khoác đỏ nữa đâu có ai đâu, hai khoác đỏ hai người lấy đúng không? Quần đen em hết rồi, quần đen hết nha. Khoác đỏ, chị nào lấy khoác đỏ cho dâu mã khoác đỏ ha. Ai lấy khoác đỏ cho dâu mã khoác đỏ rồi lên giày thể thao một cái nha. Mọi người chấm like cho em cái, em like vài mẫu lẻ. Trời ơi, con này là phải nói là quá hot. Áo lẻ đẹp lắm, áo lẻ nhiều mẫu đẹp lắm. Nè, áo lẻ màu nu nha. Siêu đẹp, tay cầm tim giùm em đi công sở được, được không hở? Đi công sở được nha. Âm 2 độ ở Đồng Văn Hà Giang em còn đòi mở quạt bởi nó là có đây nha, đẹp không, dễ thương không, nu này sao chị mặc được, em sợ chị mặc không được quá, con gái chị mặc thì được, em sợ chị mặc không được đâu. Bán cho mọi người con này 85.000, 85.000 một áo Quảng Châu cực đẹp luôn, cực đẹp cho dâu, cực đẹp cho em, mình kinh khủng. Để chị Liên nha, chứ chị Thu mặc sao vừa con này. Sơ mi chị Liên về cài thêm cái nơ ấy. Em là điệu lắm, em là điệu lắm, về cài thêm cái nơ là bao đẹp luôn. 85.000 ở ngoài sỉ con này khoảng tầm 95 tới 101, sỉ con đó tầm 95 tới 101 rồi. Màu đen nha, chị Thu mặc con này nè, con đen này chị mặc đẹp nè, cổ tim đen, cổ tim giùm em, đen cổ tim nha, cổ tim nè đó, đen cổ tim, tay nó bồng á, tay nó bo bồng nha, mặc đóng thùng mặc thả gì cũng được. Rồi đen, đen bao nhiêu ha, đen, bán đen này cho mọi người 59.000 đi. Bán đen này 59.000, nói chung là áo Quảng Châu hết nha. Đen cho chị Thu này ok. Có nhiều màu áo thun đẹp lắm, áo áo giả áo hoodie á. Áo thun Quảng Châu xịn á, có nơ cho nơ đi hết nơ rồi. Hết nơ rồi, còn đâu mà nơ. Lên một em lông siêu phẩm. Lông siêu phẩm. Em hết đen rồi. Thun body gì đẹp không? Thun nữ hả? Chị dâu chưa khui. Chưa khui nha. Chờ dông tỷ đi, đẹp không? Mịn lắm, trời ơi, lông cừu á. Lông cừu á, mịn. Ý nè, lông cừu á mọi người, đẹp lắm luôn. Mịn, cực mịn, cực mịn cho dâu. Cực mịn nha, xinh không? Lông cừu, lông cừu. Túi đây, cúc ngọc đây, có kèm thêm một cái túi nữa, xin chưa, xin không. Còn giày thể thao dạ em bây giờ em lên giày nè chị Hồ Tuyền ơi, cho cái túi đó. Cái gì mà xin hoài vậy, cái gì mà gặp cái gì xin cái đó, hết xin nơ qua xin túi vậy, còn gì xin luôn đi quỷ à, nhớ tặng vài cái nơ mấy cái tác nha. Ủa chị ơi, à, theo em đi học á, em học á là em theo em đi học á, người ta nói vài, chung nói vài là hai cái, còn mấy là mấy cái chị, mấy con khóa
Hai hen mấy dạng chị dâu bán cũng 180. À ok, tối nay sẽ khui dây lưng cho mọi người nha. Em xin cái túi đi, cho cái túi đang đeo đi gì xin. Cái túi à, rồi rồi hả, xin túi rồi áo 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 để cho ai giờ, rồi coi như giá tặng đi ha, giá tặng túi 150 đi. Tặng cái túi 150 đi, coi như là giờ bán cái túi tặng kèm áo khoác được chưa. Nói giỡn chứ bán áo này tí lên mấy màu áo thun body nha chị nè, áo nha dễ thương lắm luôn mọi người, có cổ nè, từ ngày mua hàng nay mới xin. Đây 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 nha, có túi nè, lông cừu đẹp lắm luôn nè, lông đẹp lắm mọi người nha, rất rất là mịn. Em có màu màu ấy, một màu mà màu đậm hơn vậy, màu lợt. Em có màu đợt, màu đậm với lại màu lợt nha, dễ thương ghê luôn, túi dễ thương ha. Vừa em vừa bé ơi, lấy đi em vừa chứ, vừa nha Du Phương ơi. Rồi đó, màu này là màu đậm nè, màu này là màu lợt hơn, hai màu khác nhau mọi người thấy chưa, giống coi như là gọi là màu trắng với lại màu kem đi, màu trắng với lại màu kem nha. Em bán cho chị em mình con này với giá là 169.000, 169 nha, 169 rẻ quá trời, coi như cái áo 100.000, cái túi này 69.000 rẻ luôn, áo 100.000 túi 69.000 rẻ chưa các chị nha, áo 169.000 nguyên set, chị nào lấy set màu nào chứ dâu set màu đó nha. Còn mấy áo lẻ lên hết rồi like em ơi, mấy cái là mấy cái Trung Anh ơi, trời ơi nó gần cả ngàn cái mà, mấy trăm áo gần 1.000 cái làm sao mà ấy nổi, nên là sẽ lên xen kẽ nha, để vô lên bây giờ vô lên giày một cái, giày size 35 chị Hồ Tuyền ơi, để em lên cho chị nha, chị ưng thì lấy nè, để like xen kẽ nha, cứ like like giày rồi like quần công sở rồi like áo kiểu, nói chung là like thập cẩm đi mọi người nha, chứ like một loại không thì mấy chị đợi cũng lâu á. Khoác đỏ khoác lông 169.000, bao đẹp bao đẹp luôn. Em thích túi ừ rẻ nhưng không thích lông, à không thích lông, nó là một dạng gọi là nó là lông thôi chứ còn nó không phải là lông giống như là kiểu ấy chị nè, nó là dạng lông như vậy nè chứ không phải là lông giống như kiểu mà nó dài dài, nó giống như là ấy á. Rồi khoác nha, chị nào lấy khoác mã nào lên mã đó giùm em, rồi em tiếp mẫu nha, em tiếp mẫu với chị ơi, tiếp mẫu nha. Size 35, size 35 chị Hồ Tuyền ơi, size 35 em có mã này nè chị Hồ Tuyền, giày thể thao là 155, đôi này là em có 35, một đôi 35 duy nhất nha, hết rồi, một đôi 35 duy nhất nha, giày em còn mấy mã thôi à, êm lắm chị, siêu êm, siêu siêu êm giùm em nha, 5 phân đụng để 5 phân khoảng cỡ 4 3 phân rưỡi 5 phân gì đó cỡ đó đó, 35 nha chị yêu ơi, êm lắm, cực êm cho em 35 nha. Các chị có thể là mua mang trên, chị nào nhỏ thì mang, còn không là cho con gái, mua cho em gái, con gái, cháu gái gì đó, bao đẹp 155. 155 giùm em nha chị yêu ơi. 155 155 chị nào lấy mã này cho dâu, mã này là mã trắng phối đỏ. Trắng phối đỏ. Chị dâu để em cái kaki đen 195 chưa? À quần kaki đen 195 chị dâu để cho em rồi. Quần kaki 195 đen chị dâu để cho em rồi nha Thanh Tuyền nha. Chân váy dài áo kiểu hay thun áo khoác túi giày thể thao combo cute, chân váy dài cộng áo kiểu hay thun cộng áo khoác đó và túi cộng đôi giày thể thao. Rồi 35 nha, chị nào lấy 35 em lên lộn xộn thập cẩm nha, áo kiểu rồi áo áo nói chung là nhiều lắm, trông ngân chờ chị tí đi, chị lên từ từ cho ok nha chị nha. Rồi mã này em đẹp nè, mã này em có đôi 35 duy nhất màu hồng. Hết rồi quá.
Trời ơi, áo kiểu một nùi á, Châu Ngân nó kêu lên lên đi lên kiểu gì 39, em có 35 và 39 nha. Mã này là em có 35 và 39. Đây, con này đẹp lắm, lên quần tây. Dạ, chờ em tí chị ơi. Chờ em một tí chị yêu ơi. Quần tây chưa đâu. Rồi em có 35 và 39 nha các chị ơi. Có 35 và 39 màu đen đẹp ghê luôn. Êm lắm, cực êm. Cho dâu mã này là mã đen nha, đen xám nè. Đen xám êm lắm chị. Bao giày bao em nói là đây nè, đôi giày của em mua. Em nói là mua hơn 200 mới gần 300 ngàn mà nó không êm, nó không nhẹ như vậy. Nãy khách của em tới nhà em đưa cho chị khách sỉ với lại mấy khách lẻ hồi sáng giờ tới nhà bốc hàng đó. Còn nói vô mua gần 300 luôn mà để nó nặng, nó cao su nó đúc nó nặng lắm chứ nó không phải là dạng cao su đúc mà nhẹ như vậy được đâu, cầm nhẹ hều à. Cầm nhẹ lắm luôn, nguyên đôi này nó chưa tới nửa ký. Chứ mang nặng vẫn êm, của dâu là vẫn êm lắm, siêu êm luôn, nhưng mà có cái là nó nặng, nó mang mỏi chân. Còn loại này mấy chị cân hai đôi này chắc tầm khoảng 4 5 lạng à, nửa ký cỡ đó đổ về à. Nói chung là dao động từ khoảng 4 4 lạng tới 6 lạng à. Cỡ đó à, êm lắm, cực êm nha. Em còn một đôi size 39 nha. Size 39 35 em được mấy mẫu á chị, em hết á. Chị chờ tí em lên từ từ cho coi nha. Ba mươi lăm nha, em còn đôi này 39. Chị bận không like nổi thì thôi em đi, em qua like lấy đồ trừ tiền thôi. Được được, cái này ngon à, cái này ngon à. Sao tự nhiên like qua giày là thuộc view vậy ta? Rồi với lại em có màu vàng size 40 nè, chưa lên mã này luôn. 38 nè, 38 đôi này là 37 37 38 40. Em còn màu hồng đó là size 39 nha. Nè màu hồng em còn size 38 nè. Em lấy đôi này không Thanh Tuyền. Chị dâu chưa để giày cho em đâu, em coi được mã nào em để nha. Em lấy mã này đi đẹp lắm. Thanh Tuyền ơi, lấy mã này không Thanh Tuyền. Còn một đôi duy nhất à. Chị lấy 35 chẳng hết thì thôi nha. Dạ 35 đang còn. 35 đang còn nhưng mà mẫu khác, mẫu đó thì em không nhớ, chị chờ em tí. Bảo Tuyên ơi, giày chị dâu bán, giày chị dâu bán 155 ngàn cực êm. Giày 155 cực êm nha, có nhiều mẫu lắm, cứ từ từ. Em lấy đôi này 38 nha, còn đúng một đôi cuối cùng nè. Chị dâu chưa để màu đen cho em đâu. Chị dâu chưa để đôi màu tối cho em đâu nha. Êm lắm luôn, cực êm, cực êm. Độ để 5 phân mà siêu êm giùm dâu nha, mang vô chất cực. Mang vô chất lắm nha, mặc đồ thể thao, quần sọt, chân váy, quần jean, quần tây ống suông, đừng có mặc quần ống lê giùm em cái, em chỉ với mọi người cách phối đồ. Đừng mặc quần tây ống lê nha, riêng giày thể thao mọi người giày kiểu nào thì kiểu, màu nào thì kiểu, màu nào thì màu, nhưng mà riêng quần lê thì đừng mix với giày thể thao. Em nói thật mà, nhiều chị cao mét bảy mấy mét tám, nói chung là mang giày thể thao vô nhìn tổng thể nhìn cũng ok, nhưng mà nhìn nó không, mọi người mặc có thể là mặc quần suông, quần đứng, quần baggy, chứ còn mặc quần ống lê, thà quần jean ống lê thì mang được, còn quần tây ống lê mang vô nhìn gớm chết được. 39 nha, chị nào lấy thì comment. Còn đôi này thì em có size đúng không, cảm nhận của em là như vậy, các chị có thấy 37 ống lê. Đúng rồi, ống lê mà mang cao gót, mang sandal cũng đẹp, mà mang bít mũi cũng đẹp. Đây nha, 37, 38 và size 40 rồi. Mã này chị dâu là mã vàng. Nè, con này mà không chất nữa thì con nào chất trời. Con này mà không chất nữa thì con nào mới chất các chị ơi. Nó phối như vậy thôi mà, nhưng mà mang lên mọi người nhìn nó trẻ. Nhìn cho nó trẻ chứ còn không lẽ mang đen thùi lùi thùi lùi. Em giày em không có đôi nào màu đen á. Giày em giày thể thao em chỉ có trắng hoặc là phối. Đó, giày em là giày trắng phối phối thôi, chứ còn không có đôi nào đen thùi lùi hết trơn. Mặc áo dài khỏi mặc quần, mang giày thể thao ok đó. À, này là phong cách của chị phải không? Chị truyền lại cho đàn em đúng không? Quần tây hợp với cao gót hơn, tùy em. 39 đôi này 37 38 hết rồi. 37 38 và size 40 cực đẹp cho dâu nha. Cực đẹp hồng 39 cho Bảo Tiên. Hồng 39 cho Bảo Tiên nè. Rồi vàng nha, cho dâu mã này là mã vàng kèm size đi chị em mình. Vàng kèm size giùm em nha, vàng kèm size đi mọi người ơi. Vàng kèm size. Đẹp lắm luôn. Vàng kèm size nha, 37 cho chế ok. Vàng 37 cho chế nè. Liên ơi êm lắm, êm cực kỳ luôn. Bao hàng xịn sò, siêu siêu êm. Dâu chị lấy áo vàng von phía sau có nút.
đâu, áo vàng qua phía sau có nút đâu ta? Để đôi vàng phối size 38 cho em đi. OT nha. Coi kỹ chứ không gửi nó một chiếc 38 chiếc 40 chắc chết. Sao đơn mà có bàn chải chưa nhận được. Em không biết luôn. Em không biết luôn chị ơi. Rồi em còn một đôi size 40 nha. Vàng này em còn một đôi size 40 nha. Chị nào lấy thì comment cho dâu. Vàng còn một đôi size 40 nha mọi người. Chấm like cho em cái đi. Sao lên giày cái là lặn mất khúc vậy. Thiên Bình đâu rồi? Áo hot girl Thiên Bình ơi. Thiên Bình ơi, áo hot girl, áo Quảng Châu nè. Tay bệt nha, tay bệt vai nha. Hot girl. Cái gì chị dâu không có vậy, dâu nói là dâu riết rồi dâu như cái tiệm tạp hóa mà bàn chải nè. Cái gì cũng có. Mấy hôm tao còn bán nội y nữa mà không biết hả? Tay nha, tay bẹt vai vậy nè, xinh lắm. 49.000. Hàng Quảng Châu nha, 49.000. Chị nào lấy thì comment cho dâu mã này là mã gì đó. Em có đôi này size 36 nha, một đôi thôi, đẹp lắm, một đôi thôi nha. 36, chị nào bụp giùm dâu một cái đi, 36 nha, cho dâu mã trắng phối. Trắng phối đỏ 36 giùm em nha, cực đẹp. Chị chân ba mấy chị 35 chị lấy cho ai vậy, chị đường dài. Êm lắm, đột đế 5 phân, thông hơi mà em nói cực êm. Trời ơi, em nói mấy chị không tin. Em nói mấy chị không tin. Ba con sói no no no, ba con sói bỏ nghề rồi. Ta học thuốc tây, ta học dược bao nhiêu năm nay, ta bỏ lâu lắm rồi. Nhà toàn dược không à. Nhà là dân dược, giáo viên với dược. Mình ta đi lấy cho con gái. À, em còn 35 mẫu khác nha. Giày này là giày của em. Chị nào coi like em thì biết rồi. Em mua một đôi size 36 mà người ta gửi lộn size 37. Là em khoảng tầm nửa tháng sau em mới khui tới cái hộp đó. Thì là mới biết là lộn size. Em order thêm một đôi size 36 nữa để em mang đây nè. Mà chưa mang luôn. Chị nào coi like em biết cái đợt thanh lý khoảng cỡ nửa tháng trước là em có bát á. Bát đôi đó 160.000 mà quá trời chị dành luôn, size 37. Mà đợt đó mấy chị kêu em bát luôn, em không bát tại vì đâu có nghĩ là sau này mình sẽ nhập giày về bán đâu. Ủa một tợ cỡ 1 tháng rưỡi trước rồi đó. Em nói chị nào, em mua con này là gần 300 luôn. Êm lắm, rất là êm mà có cái là nó nặng thôi, nó hơi nặng. Nặng hơn dòng này. Êm thì cái nào nó cũng êm cả nhưng mà dòng này nó nhẹ, cũng độ đế 5 phân, cũng về kích cỡ, về độ bền, độ êm, độ xịn nó như nhau. Nhưng mà con này nó nhẹ hơn, mang đỡ mỏi chân. Nha, chị nào ưng đôi nào em bắt cho. Đôi này là màu trắng size 36 nè. Màu trắng size 36. Đôi này là màu trắng phối đỏ 36 luôn. Nè, giày của em mua gần 300 đó. Gần 300 các chị nha. Bát 155 đồng giá chưa mang á. Tại vì cái đó là của em mua thì em nói chứ còn em không nói, em bỏ chung trong đây em bán cho mọi người coi như là giày mới. Giày lấy trong lô này thì cũng được thôi mà tại vì có sao nói vậy á. Rồi nha, lấy đôi dâu cầm 37 đi. Dạ không có, không có 37 nha, em chỉ có 36 thôi. 36 nha chị nha. 37 qua mẫu khác, 37 qua mẫu khác đẹp lắm, có nhiều đôi đẹp lắm, chị chờ em tí đi. Đôi này là 36 nha, em còn có 1 đôi à. 36. Rồi đôi này là có 37 nè, 36. Đôi này chắc có 35 nè chị ơi, đôi này có 35 nè chị đường dài. Em cũng để cho con gái em mang đôi này á, có 35 40. 35 37. À 35 36 37 và 40. 35 36 37 và 40 nha, chị xem giày đen. Chị xem giày size 40 chị Hoàng Thanh. Dạ ok chị. Đôi này nè em có 35, 36, 37 và size 40 nha. Xinh không? Xinh lắm luôn. Ừ đúng rồi, mã này cũng một mã mà. Nha, 35, 36, 37 và 40 nha. Chị nào lấy đôi này cho dâu mã trắng đi. Trắng đi mọi người, trắng nha. Đôi này có 40 luôn chị Hoàng Thanh. Đôi này em có size 40 luôn nha. 39 đâu? 39 bán rồi, tối qua bán rồi. 39 tối qua bán rồi. Chị ơi, đôi này em có size 40, em còn đôi cuối cùng nè chị. Hoàn thành đẹp lắm. Nhẹ không dâu già nhẹ. Nói chung là dòng này đôi nào cũng nhẹ. Chỉ có hàng của em mua là nó mới nặng thôi. Còn vàng này là đôi nào cũng nhẹ heo à. Đôi nào cũng nhẹ chị yên tâm. Qua em cho cầm thử nè. Cầm một đôi này nó sẽ nhẹ hơn là cầm một đôi em mua. Cái đôi em mua là size 36. 37 là em bắt rồi. 37 là em bắt rồi. Em mua thêm một đôi 36 để em đi chị nha. Chứ còn đôi 37 em bắt rồi mà.
Nào. Đây nó nhẹ hơn đôi của em mua chứ. Nha, 35 nè, 35, 36, 37 và size 40. Đôi này phối vàng em còn một size 40 duy nhất nha chị nha. Nhìn trên like các chị phải mang vô chân. Để chị 35 dạ. Mua không tôi bắt cho 300k thôi. Đây nè. Cái này là mọi người phải mang vô chân, mặc đồ vô mới thấy nó đẹp. Đẹp lắm, lên chân đẹp nha, form nó gọn á. Nó không bị hầm hố. Nó không có bị mấy cái đế này, nó không bị bự bè ra kiểu như hầm hố nha. Nhiều chị chân bự thì mang được, chiều nhiều chị nào chân nhỏ mà mang nó bự, nó bè ra nhìn mất cân đối lắm. Nên là em không chơi loại đấy. Em không chơi loại đấy nha. Rồi chị nào lấy đôi phối vàng, cái dấu mã phối vàng nha. 35 này cho chị trắng nha, trắng em có size, chị nào lấy size nào chốt size đó cho dâu một cái. Trắng có size nha. Vẫn thích cái túi áo khoác thì mua luôn, mua áo đi. Rẻ mà, 165.000 rẻ muốn chết. Nguyên cái áo kèm túi nữa. Đôi trắng này là em có size 36, 37 và 40 nha. 36, 37 và 40, chị nào lấy thì comment cho dâu. Đôi trắng này là có size 37. Rồi size 40 màu đen em có một đôi nha. Màu đen như vậy thì chỉ có một đôi duy nhất. Màu đen size 40 một đôi duy nhất giùm em nha. Đẹp quá. Màu đen nha, chị Hoàn Thanh ơi, màu đen nè. Em có một đôi size 40 duy nhất nha chị ơi. Ba chỉnh lên mẫu khác, ba chỉnh chờ dâu lên mẫu khác cho. Màu đen nha, em có duy nhất một đôi màu đen size 40. Màu đen nha, một đôi size 40. Màu đen có duy nhất một đôi size 40 thôi. Rồi để lên mấy cái áo đi, tí nữa like qua. Tí nữa like qua giày. Để like lộn xộn đi. Nhảy vừa thôi. Sọc 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 áo kiểu. Áo kiểu sọc tây ha. Sọc nó xanh xanh á, xanh xanh nâu nâu. Xanh xanh nâu nâu. Đây áo sọc nha, áo kiểu nha mọi người. Tay của nó là có bèo xuống nè. Dạ chị ơi, 155.000 giày Quảng Châu nha, êm lắm, em bán đồng giá 155 chị ơi. Rồi sọc nha, chị nào lấy sọc cho em mã sọc 40 bán 40.000 cho mọi người nè. Áo Quảng Châu nha, áo sọc 40.000, chị nào lấy thì dứt đi. Đẹp mà. Ừ. Đây, sọc nha, tay của nó là có bèo nhẹ nhẹ, sọc nha, chị nào lấy sọc cho dâu mã sọc. Đơn giản nhưng mà đẹp, form đẹp, chất cũng ok nữa. Tay bo nha, tay dài bo, chị nào lấy sọc cho dâu mã sọc. Cỡ 54, 55 cân đổ về. Sọc nha, chị nào lấy sọc comment mã sọc giùm em. Ờ, dài vậy đó. Sọc sọc, chị nào lấy sọc cho dâu mã sọc. Ơi, cái cánh tiên đang còn nè, cái cánh tiên chị nào lấy nè. Cánh tiên 85.000. Sọc cho Châu Ngân. Đây, 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 đây. Trời ơi, mát lạnh luôn. Nha, 55, 56 cân đổ về đẹp chưa? Đẹp lắm, màu cũng đẹp nữa. Màu cũng đẹp nữa nha. Vải mát lạnh luôn. Sọc giá 60kg không vừa chị ơi. Mã nào 60kg em đọc cho chị 60kg nha. Rồi mã này là mã nu nha, 85.000. Mã kem 85.000, tay cánh tiên. Cài thêm một cái nơ, cái tác vô đây nữa là thôi rồi. Bao điệu luôn. Mã này là mã kem nha. Nhét nữa dạ. Ồ, em là kinh nghiệm nhét chị ơi, kinh nghiệm nhét bán hàng 3 năm nay, là kinh nghiệm nhét đủ 3 năm nay rồi. Xe like cho em đi các chị ơi, giờ đón con mà phải dụ chồng đi đón để xem bà dâu. Ờ rồi, con này mà không lấy thì lấy con nào chị ơi, chị thua lấy đi nè. Free size em nói là 70kg đổ về mặc ok, 40kg như dâu mặc đẹp luôn á, mấy chị tin không? Một là bẹt vai, bỏ dây đi mặc bẹt vai, hai là mọi người mặc rớt vai. Ok chưa, tay bồng đẹp lắm luôn á. Bán con này cho mọi người là 69.000. Nhét nữa nè. Đó, em mặc thì em ít khi mặc thả, em hay mặc đóng thùng. Nên là con nào size 65-70kg là em cũng vừa hết. Em cũng dứt hết luôn. Với em là không có khái niệm rộng. OT hết rồi, hết rồi. Xe like cho em cái đi các chị ơi. Đấy, đấy, thấy chưa? Baby doll cưng chưa?
Màu này là màu đỏ 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 mật, nó đỏ bả trâu á, đỏ bả trâu á các chị ơi. Châu Ngân ơi, con này xinh lắm này, Châu Ngân xinh lắm luôn này, mặc quần sọc đúng bài luôn ha, quần jean quần sọc chân váy ngắn ngắn nó xinh nè. Đó, cổ vuông nha, dạng viền viền. Cái áo đó của chị, đôi phối vàng và đôi trắng, mẫu nào đẹp hơn em? Dạ chị ơi, mẫu nào em cũng đẹp cả, đẹp thì em mới lấy chị ơi, nhưng quan trọng là chị thích màu nào. Chị thích màu đậm, màu tối thì chị lấy đôi màu phối vàng, chị thích màu sáng thì chị lấy đôi màu trắng, chị lấy màu trắng đi. Nói chung là trắng 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 phối phối trắng đó thì dễ mặc đồ hơn, dễ mặc mà, đôi nào cũng dễ mặc, nhưng mà trắng đi cho nó nè. Chứ dâu mã này là mã 2 nha, mã 2 cho em nha bạn. Con này cho mọi người là 55 ngàn đi. Áo khoác lông cừu màu trắng với màu be, màu nào đẹp, màu nào cũng đẹp, màu nào cũng đẹp, chị dâu nói thật, màu nào cũng đẹp. Quan trọng là em ưng màu nào, màu be đi, màu be đi em gái. Kèm túi nè, dâu nói là con này mà 165 ngàn nó rẻ quá trời. 165 con này thì đúng đúng là nó quá quá rẻ luôn á. Ý 169 ngàn chứ. Màu nào cũng đẹp, dễ thương nha, nguyên mình mang cũng được, còn không thì các chị mình mặc áo thôi, xong là cho con mình á, cho con mình nó mang cái túi, là hai mẹ con mang cặp dễ thương nha. Áo đỏ không vừa chị ơi, áo đỏ không có size 60 kg đâu, áo đỏ khoảng bốn mấy ký, năm mấy ký à. Chị Quỳnh heo dễ thương, áo đẹp này đẹp lắm, mịn 165 đi, 95 nó. Này cho Mộng Liên này, mày xin lộ liễu quá, đồ giả bộ hỏi bát bát lại đi, người ta thấy người ta nhiều khi ừ thôi, thấy nhẹ nhàng cho cũng được, đằng này xin cho trắng trợn. Chị Du Phương, chị mua áo em mua túi chơi không? Rồi chị Quỳnh Heo ơi, áo này là chị mặc vừa áo này là size 60 65 cân đổ về vừa. Đó, đây nha, có bèo nè, có đây là, đâu rồi bèo, đâu rồi, đây nè có bèo nè, có cái bèo kiểu như vậy á, có hai bên có bèo á mọi người nè, hai bên có bèo kiểu kiểu nha. Nói chung là chị nào mà bự con, cao bự con thì mọi người mặc quần lưng cao mới đóng thùng được, còn cứ lùng lùng khoảng cỡ mét 6 đổ về thì bình thường, ok chưa? Còn chị nào bự con, cao bự con rồi, bán con này cho mọi người 55 ngàn, 55 ngàn mã vàng nha, màu đẹp ha, vàng cho chị Thu Lương nè. Áo Quảng Châu không à các Kim ơi, áo Quảng Châu đẹp không à, trắng dạ trắng size 40. Dạ trắng size 40 cho chị nè. Cái hộp rồi phải nhìn phía trong một cái nữa cho nó kỹ, sợ nó. Ngân Châu inbox chia tiền sao? Thì đó, hai áo khoác, một đỏ một lông cừu be luôn, mua đồ Tết về mặc ở quê lạnh à. Ok, một áo đỏ cho Chu Thị Bảo Tiên, áo đỏ xuất sắc em gái ơi, áo đỏ là phải nói là xuất sắc, 195 ngàn là nè. Cầm em cho mọi người coi hàng nhà em nha, đó chưa, cầm hai cái là muốn lên tới mặt chưa, trời ơi đó, cầm như vậy là nó ba cái thôi mà nó nặng, nó muốn lên tới mặt rồi, xì hàng sao mà dởm được. Lên thun body đi chị, thun body dâu không biết, dâu không kiếm được, không kiếm được đâu các chị ơi, không kiếm được trong này đâu nha, thông cảm nha. Vàng nha, em còn cái vàng này, chị nào lấy vàng cho dâu mã vàng nha. Vàng 65 ngàn. Vàng vàng. Chị dâu bán áo và túi thế nào? Một đứa lấy áo, một đứa lấy túi hả? Thì áo bán nhiêu? Áo bán 95 ngàn đi. Túi thì bán bảy mấy ngàn đó, à không quên lộn, áo 100 ngàn, túi 69 65 ngàn đi. Vậy đi ha. Thì nguyên set 6 165 ngàn, áo 100 ngàn, túi 65 ngàn đi chứ sao giờ. Đẹp nè, hàng đẹp nè. Trời ơi. Trời ơi. Liên ơi. Đẹp lắm, lên màu cho mọi người coi nha. Áo Quảng Châu nó xịn kinh khủng, dấu nói là chị nào mà mua sỉ á, bốc 100 ngàn đổ về em tặng á. Biết không? Biết không, chia đi. Lựa màu đi. Trời ơi, tao muốn mang nguyên bộ cho nó đẹp, cho nó dễ thương. Đây 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 đây, free size chị yêu ơi, 60 65 cân.
40 cân tới 65 cân mặc đẹp cho dâu. Hàng này là hàng thêu, thêu hết nha, bán cho mọi người 99.000. Chị nào đi mua lấy sỉ con này dưới 100.000 em tặng luôn. Lấy sỉ con này mà khoảng cỡ 100.000 đổ về em tặng luôn nha. Ok chưa? Hàng này là hàng thêu, vải đẹp, vải đẹp lắm, không phải xô. Không nhăn đâu, không nhăn nổi đâu nha, cũng không phải von đâu mọi người, vải dày. Dày mịn đẹp nha cho dâu mã nè. Trắng thêu nè. Em có màu. Đẹp quá à, màu đẹp lắm luôn. Màu này là màu cam đào, trời trời ơi. Đẹp quá à. Màu vàng, màu hồng, 4 tông màu nha. Em nói thật luôn, nhận hàng mà không rẻ không xịn, mọi người hoàn về cho em cái. Không rẻ không xịn sò, hoàn về cho dâu một cái nha. Đẹp lắm luôn, màu nào cũng đẹp, màu hồng này, thêu hết nha mọi người. Đó, tay với cổ là thêu nha, áo là form baby doll. Mà em mặc là em đóng thùng thoải mái, em mặc là đóng thùng được mà, đâu nhất thiết là mọi người phải thả. Trắng, hồng, cam đào và màu vàng. Cái chất vải về độ xịn, chất vải và độ xịn không khác gì các chị đi mua hàng hơn 200. 99.000 giùm em nha. Này mặc quần sọt trên váy dễ thương lắm. Mặc quần sọt trên váy dễ thương lắm nha. Hồng cam đào cho Du Phương. Hồng và cam đào cho Du Phương. Ok. Đẹp lắm luôn, hồng cam đào nha. Em thích màu em thích màu nào chứ chị thích màu lợt, sáng đẹp. Áo trắng thêu, áo lông đỏ treo móc. Dạ áo lông đỏ treo móc là siêu phẩm chị ơi. Trắng cho thanh tuyền, ok em gái. Vải đẹp lắm nha, vải đẹp lắm mọi người ơi, vải cực đẹp cho dâu chị quỳnh heo nè. Rồi trắng em còn hai cái nha, vải cực đẹp các chị yên tâm. Màu vàng đẹp muốn chết, còn có vàng có hai cái thôi nha. Cam đào có một cái, cam đào một cái, vàng một cái và hồng, vàng hai cái và hồng còn một cái thôi. Đẹp lắm, vải dày mịn đẹp lắm luôn. Bao hàng xịn sò cho chị em mình nha. Trắng cho An Nhiên, bao hàng cực xịn sò cho chị em mình các chị nha. Không đẹp không xịn con này, không đẹp không xịn, không rẻ không bền con này, mắng vốn em thoải mái. Ok chưa? Ok chưa? Rồi vàng, vàng hồng cam đào mỗi màu còn một cái, riêng trắng còn hai cái thôi. Vàng hồng cam đào mỗi màu còn một cái nha. Riêng trắng là còn hai cái chị em ha. Màu nào, màu nào? Du Phương. Vậy là lấy màu lợt đúng không? Đứa nào lấy túi, đứa nào lấy áo. Đẹp quá. À. Đứa nào lấy túi, đứa nào lấy áo. Đứa nào lấy túi, đứa nào lấy áo, biết đường mà chia chứ. Đó, màu của nó đó, chị nào lấy màu nào chốt màu giùm em ha. Em lấy áo, bé Phương lấy túi. Rồi, ok. Hay. Hai con này hay. Màu gì? Màu lợt hả? Màu lợt nó có giống màu nhạt không vậy? Hả? À, màu lợt nó có giống màu nhạt không vậy? Màu lợt nó có giống màu nhạt không vậy? Để. Nha, chứ, yeah, chứ quê tôi gọi là màu nhạt đó, chứ quê tôi không gọi màu lợt. Tôi lấy áo hai đứa. Tôi lấy áo hai đứa dành nhau cái túi nữa. Phá bệnh nữa. Chị Trang ơi coi áo đỏ hả? Ok chị nha, áo đỏ em mặc đẹp lắm. Em còn để mặc mà em với chị gái em, còn chị dâu với lại nhỏ em gái thì chưa biết. Chưa biết biết nên là chưa để chưa để á. Chứ còn thấy chưa? Hay hai đứa này hay. Thiệt tình á, thiệt tình luôn. Không do nãy biết vậy đừng có chia đi ha, đừng có chịu chia đi. Tự nhiên là bán được hai set thì mỗi đứa nó thích, đứa thì thích cái áo nó phải mua thêm cái túi. Đứa nó thích cái túi thì nó bắt buộc nó phải mua nguyên set để nó có cái áo. Tự nhiên cho chia chi bán được có một set à, dễ sợ không? Dạ, lực quá nha. Lực với nhạc là hai con khác nhau nha. Lấy các màu bom hàng ráng chịu ờ. Chị lấy áo không để em cái túi màu đậm luôn trời ơi. Con này nó công nhận. Du Phương ơi, Du Phương ơi, làm quá nha, mắc cười quá, hối hận một đời bé dâu ơi. À, đây chị ơi, mệt lắm, lót lông chị yêu ơi, em bán con này cực phẩm 195. Em nghĩ là
cả Bắc Trung Nam mà con này 195 ngàn thì chắc là không mẹ nào dám bán. Giá này là giá em bán để em nghỉ mà. Hàng mới á. Có túi nha. Đó, vàng lông nó lót đây. Dâu đã lên quần tây chưa dạ chị yêu ơi, em chưa nha. Nha lót đây có túi nha chị, nè có dây rút lại nè. Đẹp lắm luôn, đẹp lắm luôn nha. Có dây rút eo lại đó, xinh lắm luôn. Nè, vàng lông của nó đây. Bao êm chị ơi, êm lắm. Êm lắm luôn. Áo treo ở trên. Áo treo ở trên có túi là áo này nè. Lông lông lông. Ai cần lông, ai thiếu lông. Đây. Áo treo ở trên cái túi là mẫu như vậy nha, gái đẹp ơi. Vô cả màu đậm và màu lợt. Nó dụ tôi kìa. Dụ mà lộ liễu công khai luôn á. Chị ơi mà người ta nói cái này là được dụ mà đâu phải bị dụ đâu, đúng không? Cái này là chị được dụ mà, ai nói chị bị dụ đâu trời. Đây, đây, mẫu của nó là như vậy đây. Xinh lắm nha. Du Phương ok em. Vậy là người lấy áo. Chịu hỡi chào chị yêu. Ừ cảm ơn nha. Chào người đẹp nha. Lấy áo đỏ nha, đỏ lông đây chị ơi, đỏ lông, đỏ lông. Đỏ kaki mềm lót lông hàng Quảng Châu xịn 195 ngàn. Vậy là dâu nó khoái. Ok. Chia thêm set nữa đúng không? Là chia thêm set nữa đúng không? Êm ghê lung lông êm lắm chế ơi. Rồi không không mình nó không không mình nó được hai cái túi để nó xí xọn luôn. Dễ sợ thiệt. Túi này đựng điện thoại được mà, đựng điện thoại đựng son thoải mái luôn, đựng điện thoại thoải mái luôn các chị, mà nó làm bền nữa, cái dây bền lắm. Với lại áo này nó còn hai cái túi nữa mà, áo này có hai cái túi hai bên á, áo này nó còn hai cái túi hai bên nữa nha. Quần nhiều mẫu đẹp lắm, tí em lên quần cho. Quần quá chị mẫu đẹp. Ây da. Hai hai rồi áo tiếp nha. Chị nào coi giày thì nói em lên cho. Chị nào coi giày thì nói vô lên cho nha. Em đi size mấy? Em đi size mấy vậy chị Hới ơi, em đi size mấy vậy? Em đi size mấy vậy báo giùm chị. Hello Thiên Bình. Ủa nãy giờ mày sàn đâu vậy? Mới qua đó hả? Lấy con này không? Bán con này bao nhiêu ta? 45 ngàn. Dễ thương lắm luôn, bẹt vai. À Quảng Châu có một cái à. Dứt ông đợi Thiên Bình vô mới mời đó. Chặn nha, chặn 45 ngàn, vải đẹp lắm luôn.
trắng 45.000, chị nào lấy trắng cho em mã trắng nè. À có cả tím nữa. Xin chưa? Có cả tím nữa mọi người ơi, có cả tím nữa nha. Áo khoác bao nhiêu em? Chị đang họp xem lén nên tắt tiếng không nghe được, chị xem hình thôi. Hi hi. Làng sao? Làng sao cái gì mà? Cái gì bình thường là nó gọi mình bằng chị mà sao giờ vô đây nó gọi mình bằng em vậy? Hay là đang nói chỗ nào vậy? Làng sao? Yêu cầu nói lộn là nói lại nha. Khoác nào? Hay em đang hỏi ai vậy? 45.000. Tím nha, tím 45 luôn, em có tím nữa nè. Chị nào lấy tím cho dấu mã tím nha. Tím mộng, tím mơ, tím lơ thơ, mấy sợi, mấy cọng. Rồi áo hoa. Von hoa, áo Quảng Châu nè. Hoa nha, à họ đang hỏi em hả? Dấu tượng hỏi dấu. Hoa nha. À ok, hoa nha, chị nào lấy hoa cho dấu mã hoa đi. Bán con hoa này cho mọi người bao nhiêu ta? 55.000. Hoa 55.000. Chị nào lấy hoa cho em mã hoa nha, hoa tay bồng nhẹ, hoa von. Von Quảng Châu nha, 55.000. Chị nào lấy cho em mã hoa. Hoa 55.000. Chị nào lấy hoa cho em mã hoa nha. Ok, đang hỏi Du Phương. Hoa. Em miếng nước đi chồng. Cho em miếng nước đi sao vậy? Áo khoác trắng có túi vô bán 165.000. 165 nha, áo lông. Lông đẹp có túi nha. Đây là quần, quần giả vảy nè, size bự á. Cỡ size Du Phương á, size cỡ nói chung là size L chứ lộn. Size L nha, size L. Quần trắng nha, quần trắng nè. Rồi bán quần cho mọi người ở chết cha. Nó bị dơ về giặt nhẹ miếng cho em, giặt nhẹ miếng nha, bán con này cho mọi người 39.000. Anh ơi. Hết coca hả? Cất đi để ra bụi. Ok chị Trang Đinh nha. À hoa. Hoa cho chị Liên 55.000. Rồi quần nha. Quần nha nó dơ tí xíu, về giặt giùm em nha, 39.000. Quần kaki trắng cho Trang, quần kaki nha. Áo hoa có mỏng lắm không chị? Hết rồi, von thì phải mỏng em. Nhưng mà cái màu đỏ nó đâu có nổi. Em mặc áo màu da vô là bao mỏng nha. Mặc áo ngực màu da vô là ok. Còn em mặc áo đỏ áo xanh thì nó phải mỏng rồi. Mặc áo ngực. Quần tây nha, con này thì nói chung là chất nó đã lắm. Chất nó đã lắm luôn. Quần tây nè, em có size SM. Quần này bán cho mọi người. Em các chị để mà coi nha, quần tây thì chưa bao giờ bán giá cao đâu. Trừ con này nha, hàng nó quá đỉnh đi. Trừ con này nha, lưng cao quá đỉnh, quần baggy luôn. Em có size S và M. SM thôi nha, SM. Con này SM nha. Hàng này là hàng Quảng Châu, nhập về Quảng Châu. Còn đa số là hàng quần tây. Quần tây thì ít khi hiếm lắm vô mới về được. Hàng quần tây mà phong chuẩn, hàng xịn như vậy nha, còn không phải là vải tuyết mưa đâu. Còn đa số thì quần tây là hàng của công ty lên, đặt số lượng đặt mẫu là công ty lên. Bán mọi người khoảng tầm mấy chục với lại hơn 100.000 là quần quần đẹp công ty lên nha. Còn hàng này là hàng Quảng Châu xịn nhập về. Công sở vải đẹp lắm luôn á. 179.000, 179, 179 giùm em nha. 179, 179 vải đẹp lắm, vải cực đẹp, nặng tay. Nó không phải giống như là vải tuyết mưa, không giống như là những vải ấy đâu nha mọi người. Có mã này, con này size S để mặc nè. Có size M, S1. Có S và M đây nè. Mày áo này xinh lắm. Nghe lại vậy. Mirinda vị đá me ngon ngã nghiêng. À vậy hả, để thử. Áo Quảng Châu nha mọi người. Em nói là cô tông đẹp lắm, cô tông hai da. Cô tông hai da hàng Quảng Châu nha. Chị nào bán đồ hoặc đi mua đồ biết mà. Những mẫu như vậy á không rẻ tiền, tại vì bốc sĩ vô đã 100.000 rồi. Rẻ nhất á là bốc khoảng cỡ tầm 85.000 mà ít lắm, hiếm lắm luôn á. Đa số là 90-95 với 100 không. Mua Vinmark à, mua một chai tặng một chai vậy hả. Rồi cho dâu mẹ, màu này là màu bơ. Màu đẹp á, màu vàng bơ. Vàng bơ nha, màu chuẩn bơ luôn mọi người. Màu chuẩn màu bơ nha, em bán con này cho mọi người là 75.000. 75.000 nha, thấy chưa. Áo mới không mà đã bán lỗ 25.000 rồi, thấy chưa. 20.000 chứ.
Cho dâu mạ này là mạ bơ nha, mạ bơ trắng nữa nha, chị nào lấy bơ cho dâu mạ bơ, nó là form hơi hơi lửng một tí thôi à, ai mặc cũng được. Nhất là tin tin bây giờ thích mặc mấy cái form dạng này, form dạng hoodie á. Mê mặc mấy cái form này nè, nó trẻ, nó dễ mặc. Rồi em có màu hồng nữa nè. Mấy dạng áo này là do bạn đồng giá 75.000 hết nha, hàng Quảng Châu xịn hết các chị nha. Cô tông hai da bao mịn, cô tông hai da bao mịn nha, mà nó free size ba mấy cân tới 65-70 kg mặc ok hết á. Nhây và lầy là đam mê của em. Rồi cho dâu mạ này là mạ hồng nha, áo xanh cho chị Thu nè. Ok chị, áo hồng nha, đẹp lắm chị. Con chị hình như là chị nó học lớp 10 hả, nó thích mặc những tông này lắm, giống như con em cũng vậy á, thích mặc những tông này kinh khủng luôn. Trời ơi, để biết bao nhiêu cái rồi đó, hồi mà chưa bán là mua không mua toàn là 150-160 không chứ đâu có rẻ đâu. Vải này là cô tông hai da chứ không phải là cô tông giống như áo thun mình mặc bình thường đâu nha, dễ thương mà. Mấy con này mặc trẻ đẹp, mang giày thể thao vô đẹp nè, hồng nha, mình mặc cũng được mà. Em với con gái em còn mặc cặp đây, hồng hồng, chị nào lấy hồng cho em mã hồng nha. Hồng hồng hồng, chị nào lấy hồng cho em mã hồng. Mấy chị mua đồ chị dâu vui dễ thương ha, em thích vậy nè. Bởi thích vô không hết đồ ok đúng không. Trắng 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 nha, xinh lắm xinh lắm, áo trắng đẹp nè, xanh bơ hết rồi. Hồng Mộng Liên ơi, về nhận hàng ưng lắm, nhận hàng vô nội thật luôn, đi cả nước không ai bán hàng này dưới 100.000. Vô bốc sĩ đã 95-100 rồi mà, vô bốc sĩ đã 95-100.000 rồi nha. Áo mới bữa nay mới khui bao cho mọi người tức thì đó, mới khui bao nè, rồi cho dâu mã trắng nha, đó 75.000 cực đẹp, có nón. Ôi trời ơi má ơi, dâu nói là những hàng này sờ chất vải không là đã mịn đẹp lắm rồi, sờ chất vải không là đã muốn ngất rồi các chị ơi. 75.000 form lửng lửng, form lửng lửng nha, chứ nó không dài đâu, form lửng lửng, mặc mặc trẻ, vải đẹp lắm, trắng nha. Nói giống chị à, trắng giùm em nha. Ở những con này đâu phải là anh, là nói chung là những mẫu này ai cũng mặc được mà. Trắng trắng giùm em nha mọi người, vải mịn lắm luôn. Trắng cho Thanh Tuyền. Trắng cho Thanh Tuyền đẹp gái nha. Trắng cho Thiên Bình. Em nhận comment giúp nha chị Quỳnh Heo, mướn không em làm cho. Trắng cho Thiên Bình. Lộ liễu quá, lộ liễu lắm rồi đó nha. Dạ trắng hết rồi, trắng qua mã này được không chị? Chị Quỳnh Heo ơi, trắng qua mã này. À ôi dễ thương lắm, chị Quỳnh Heo ơi, chị lấy trắng mã này nha, y chang nhưng mà khác hình à. Trắng mã này được không chị? Y chang mà khác hình xíu à, dễ thương ha. Mã này cho em là mã 1 nha, y chang mà khác hình, mã này là mã 1 nè. Rồi mã này cho dâu là mã 2 mọi người ơi, mã này là mã 2 cho em nha. Đó mã này là mã 2 nha, nữa không kịp. Em còn mã 1 và mã 2, chị nào lấy mã nào cho dâu mã đó, mịn lắm, cực kỳ mịn giùm dâu. Cực kỳ mịn giùm em nha, hàng siêu xịn. Nó không phải là cô tông mã 1, em comment giúp ai lấy chia cho nó cái nón nữa nè. Nãy nó được cái túi rồi, nãy giờ nó chia cái túi rồi. Bây giờ áo này có nón, cho nó cái nón. Nó comment giúp rồi nó chia cái nón. Ok. Đúng không? Đi guốc trong bụng mày luôn rồi, được rồi đúng không? Đi guốc trong bụng em được rồi đúng không Du Phương? Dạ cái nón. À, cái nón vậy là chị lấy mẫu này không, chị chia cho nó chia cho nó cộng dây nón nữa. Mã 2 hết rồi, em còn cái mã 1 rồi, Liên lấy đi hết rồi, em còn một cái mã 1 là mã 2 hết nha. Dồi thêm một bà này nữa nè. Đó, bẹt vai rớt vai. Đẹp ghê không? Hình đẹp ha.
Rồi, bán con này 55.000. Mặc bẹt vai hoặc là mặc rớt vai, mặc được hai kiểu nha. Mặc nó là phong suông á, 60 65 cân vừa hết, phong suông mà. Phong suông nha. Em là mặc đóng thùng được, em là mặc đóng thùng được nha. Trắng cho Châu Ngân. Còn có cái cuối cùng. À trắng 55 hả? Quỷ thiệt. Cái họa tiết dễ thương ha. Không biết luôn em, chị dâu chưa khui hết bao này mà không biết. Rồi tím 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 đi. Chị em mình ơi, tím hông, tím hông. Tím bẹt vai nha. Ai cũng vừa. Dạ, ai cũng vừa nha. Ai cũng vừa nha, chị nào lấy tím cho em mã tím nè, hàng Quảng Châu á, đẹp lắm. Tím nha. Co giãn thoải mái mà, 60 65 cân đổ về ok mà nha, 65 cân đổ về mọi người mặc ok cho em. Nó co giãn thoải mái đó. Hết trắng rồi chị yêu ơi. Hết trắng rồi, chị nào lấy tím cho em mã tím, bán con này cho mọi người 65.000. 65.000 áo Quảng Châu nha. Áo hot girl. Hot girl, hot girl. Được mấy cái em màu tím nè. Chị nào lấy tím cho em mã tím nha, trắng bẹt hết rồi. Trắng bẹt hết rồi chị ơi. Áo nâu này đẹp nè. Nâu 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 nha, nâu lụa vải đẹp lắm, có kèm tag nha, 65.000. Con này mà không xịn. Con nào mới xịn đây? Đó, nâu lụa tay bồng nha, chị nào lấy nâu cho em mã nâu, màu ngoài đẹp lắm. Lụa nha. Lụa lụa nha, chị nào lấy nâu cho dâu mã nâu các chị ơi. Nâu lụa nha, 65.000. Chị nào lấy nâu cho dâu mã nâu ha, áo kiểu nè. Nâu nâu nâu. Rờ mát lạnh luôn. Nâu ha, chị nào lấy nâu cho em mã nâu mọi người ơi. Để tìm cái áo cổ vét mà tìm chưa ra để mặc. Chị nào thích quần tây không? Dạ, lên quần tây hả? Con không thì lên lộn xộn áo thun đồ đi. Con không thì lên lộn xộn áo kiểu đồ tùm lum nha. Nó nhiều mẫu trong đây lắm luôn á. Rồi em nói là cả ngàn cái áo Quảng Châu. Con mẹ Châu Ngân là giờ mẹ thích áo là chắc rồi. Nâu, nâu chị không vừa. Nâu chị không vừa rồi, nâu cho Liên. Ờ. Gấu thêu nè, kèm cái ngọc nè. Sơ mi sọc. Ôi ôi vải đẹp quá à. Áo gấu nha, gấu thêu kèm có cái ngọc trên đầu nó. Cài nút lại gấu nha, cho dâu mã này là mã sọc đi, 75.000. Sọc 75 các chị ơi, sọc nha, sọc 75, chị nào lấy sọc cho em mã sọc. 56 57 cân đổ về là mặc ok rồi. 56 57 cân ok nha. 60 cân chứ. 60 cân đổ về mặc đẹp hết. Sọc nha, gấu thêu. Hình con gấu thêu nè. Gấu thêu nha, có cục ngọc ở trên đầu nữa đó. Về cắt cục ngọc này ra để gắn áo, gắn đầm khác cũng ok. Sọc 75 nha, chị nào lấy sọc cho em mã sọc. Chị sợ nói em đâu phải 23 tuổi mà cứ như 32 thôi, chứ còn 23 tuổi chưa chịu như trẻ con nữa thì ngon rồi. Sơ mi nha. Áo cam đào thêu. Dạ, chị ơi giờ chị mới coi tới đó hả? Là suy nghĩ giờ mới chốt vậy. Nãy giờ không thấy chị đi đâu. Sơ mi gấu nha, chị nào lấy sơ mi cho dâu mã sơ mi. Rồi, em có màu nu với lại màu xanh nha. Màu nu với lại màu xám. Mã sơ mi này là có màu xanh với lại màu xám, chất chưa? Chất lắm luôn nha, con mẹ Du Phương nè. Con này là con gì đây không biết luôn. Đây sơ mi nha, trời ơi mang đôi này đóng thùng hay thả đều đẹp.
mang giày thể thao vô. Ôi trời ơi, chất lừ luôn. Riêng con này thì em nói là mọi người đóng thùng hay thả đều đẹp. Thả thì nó suông suông, rộng rộng, nhẹ nhẹ một tí, đóng thùng lại thì ok. Mặc với cái gì cũng được, chân váy, quần sọt, quần jean, mang giày thể thao vô chất chưa? Chất lắm luôn nha, sơ mi nha. Sơ mi rồi bán cho mọi người con này 59 ngàn. Cái dâu mã nu, sơ mi nu hoặc sơ mi xám. Sơ mi nu hoặc sơ mi xám nha, 59 ngàn. Heo bét 3, đúng rồi, heo bét 3. Sơ mi màu nào Thảo ơi? Thảo ơi, Thảo à, lấy màu nào vậy? Màu này là màu xám, heo bét 3, đúng rồi. Heo nha, cho dâu mã heo. Heo nu và heo xám. Chốt sơ mi biết đâu lần, mấy con yêu quái. Sơ mi xám cho Thanh Tuyền, ok. Ai chốt trước là để trước nha, 59 ngàn. Xám cho Du Phương. Nu, rồi ok, nu cho Thảo nè. Hết rồi Liên ơi. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Ơi da nè, dễ thương không? Dễ thương chưa? Màu màu nó là màu hồng đào á, hồng đất á. Vải đẹp quá, hồng đất nha, đơn giản mà xinh, mặc quần sọc dễ thương rồi. Đi chơi đi công sở gì ok nha, đằng sau nó có tầng bèo bèo nhẹ nè. Đó, đằng sau nó có tầng bèo bèo, xinh chưa? Đang ngắm đồ á? Dạ, hai đứa nó dành nhau nữa kìa. Dạ. Hồng đào nha, chị nào lấy hồng cho em mã hồng. Hồng nha, chị nào lấy hồng cho dâu mã hồng, bán con này cho mọi người 45 ngàn chơi đi, chứ nó đẹp lắm. Hàng Quảng Châu mà. Vải lụa nha, vải lụa Quảng Châu đẹp nha. Cái dâu mã này là mã hồng. Hồng 45 ngàn. Rồi. Áo trắng đây, áo trắng baby doll, trắng tiểu thư nha. Nơ cổ cột phía sau nè. Nơ cột phía sau nha, baby doll vải đẹp quá, tay lồng đèn nha, tay bồng lồng đèn. Tháng về một lần chị ơi, tháng về một lần chị ơi. Tay vải nó là vải sao ta? Nó hơi hơi nhung nhung, nó mịn mịn sao, không biết gọi là sao luôn. Hơi nhung nhung mịn mịn đó các chị ơi, 45 ngàn nè. Nhung nhung mịn mịn kiểu gì á mà vải mịn mát đẹp nha, cho dâu mã trắng đi, 55 ngàn giùm em. Áo Quảng Châu nha, trắng nè. Free size mà mấy con này là ai cũng mặc được, em có hai cái nha. Chả thích bèo à. Cho dâu mã này là mã 2 giùm em nha các chị ơi, mã 2 nha. Mã 2 hết hồng rồi, trắng đi, trắng baby doll, tay của nó là tay tay lồng đèn á, tay lồng đèn nè. Bồng bồng nhẹ nhẹ nha. Trắng trắng vải nó mịn á, vải nó cái kiểu kiểu sao ta, không không biết gọi là vải gì luôn, nó mịn mịn sao á. Trắng cho Trang nè, 55 ngàn. Trắng nha, chị nào lấy trắng, trắng với đen quá trời. Trắng nha, chị nào lấy trắng cho em mã trắng. Giờ đi thay cái áo này ra đi, mặc lại được rồi. Dâu nói thật là trong tủ đồ của dâu, đến bữa nào em bán, em nghỉ bán đó, em bắt đồ một bữa lên, bữa sau là không bắt ở đây nữa đâu, lên tủ đồ em rồi, tại vì bữa sau đồ đây là em bán hết rồi đó. Cho mọi người coi những cái mẫu áo đen mà phối tay trắng, em nói là một tủ của em chắc phải hai mấy cái. Chốt cái rêu này em đang còn nè. Trời ơi, rêu kèm nón em đang còn này này. Bảo hết. Set áo nè. Nhiều mẫu xinh thế.
kiếm cái nào bốc lửa đồ mặt coi. Kiếm cái áo nào bốc bốc mặt nhưng mà không có gần cây xăng nên không có cháy được. Ủa em có gần chỗ chị Thu không? Mẹ Liên ơi, em có gần chỗ chị Thu không vậy? Quần Trúc My, quần trên cho em coi được không chị? Được. Em coi quần nào? Đi thỉnh tiền để mua đồ chứ hết tiền rồi. Chia tay mọi người nhé, ta đi. Ừ, ta đi vui vẻ nha. Nghe như đi thỉnh kinh. Dâu bụt thời hiện đại à, hiện lên. À, Du Phương đâu? Bụt thời hiện đại à, hiện lên hỏi vì sao con khóc rồi đi luôn à. Con khóc kệ mẹ con đúng không? Ủa, áo sơ mi xám lúc nãy 59.000. Quần tây tối hãy dâu hãy like dạ trắng cho Vi Huỳnh. Ok em gái, may quá, đi vòng nãy giờ chủ yếu là kiếm cái thử có ai nói xấu gì mình không thôi. May quá, chưa thấy ai nói gì. Trắng 55 cho Vi Huỳnh nè. Cái gì mà thích bèo với thích béo ở đây, cả hai quần luôn chị. Ok. quần này là do bạn 169.000, có màu đen và màu nâu tây. Đây, quần này là 169.000, dâu có màu đen và màu nâu tây nha em gái. Đứng lên lấy cho dễ. Quần này chị dâu bán 169.000. Đằng sau có 2 túi và đằng trước là có 2 túi. Quần đẹp nha, hàng Quảng Châu, co giãn chất của nó là kaki co giãn kèm nịt. Con này có màu đen nữa, đủ size SML XL, bán con này là 169.000. Quần này là kaki, jean kaki co giãn nha, lưng rất là đẹp. Có 3 màu, màu trắng, màu màu kem này và màu đen nữa. Con này là 195. Có đủ size SML XL luôn em nha. Đủ size SML XL em ơi. Rồi em tiếp nha. Hoa nãy quá trời nè, hoa nãy bây giờ chị nào em nói là em không có làm hàng chị không có nhớ. Hoa nãy là của chị Trang Đinh cái đúng không? Hoa này là của chị Trang Đinh đúng không? Em bán mọi người con này 49.000 cho nhanh. 49.000 áo Quảng Châu nha, hoa cho chị Trang Đinh 49.000. Chị nào nãy lấy hoa cho mã hoa nha. Tia ghê thế. Em xem cái áo xám trong túi chị mới quăng ra đi chị. Tia ghê thế. À hiểu rồi. Cho xem quần đi chị Phương Võ ơi, xem quần mã nào vậy Phương Võ? Quần nu nha chị, quần nu size S hả? Lấy quần nu size S đúng không em gái? Quần nu mã này hay là mã kia? Quần nu mã nào vậy? Rồi áo hoa 49.000. Áo hoa Quảng Châu nè, cổ thêu như vậy nè. Chị nào sợ mỏng thì về mặc áo Bravo, chứ còn con này nó nền này mọi người mặc màu kem vô được rồi. Em mét 54 nha chị. Em hay mặc size S mà. Cho xem áo hoa. Có màu đấy, có mẫu nào cũng có màu đen nha, tại vì dâu treo màu đen mọi người không thấy được nên là dâu mới treo màu sáng. Dâu treo màu đen mọi người không thấy được nên là dâu treo màu sáng nha. Đây áo hoa đây. Nè mặc áo bra hoặc là mặc áo ấy vô là được rồi. Nó 49.000 nha, áo hoa 49.000. 49.000 nha áo hoa. Áo sơ mi xám 59.000. Mã ở trên nha chị, ở trên là mã này hả? Mã này đúng không? Mã này đúng không? Mã này là 169, em lấy quần đó size S đúng không? Ok Trúc My nha. Áo đây hả, hoa nha, chị nào lấy hoa cho em mã hoa mọi người ơi. Áo hoa 49.000. Ok em. Lụa trần.
Rồi áo hoa 49.000. Đây hả, con này có hai cái nè, nãy chị nào dành chị Quỳnh Heo hả? Chị Quỳnh Heo nãy có dài có lấy hay sao không nhớ. Bán cho mọi người con này không nhớ giá luôn á. Tại vì nó lộn xộn mẫu rồi, em bán đại cho mọi người con này 49.000 nha, chứ em không nhớ đâu, nãy nãy cũng cỡ 49.55 gì đó không nhớ, giờ không có thời gian đâu. Nó là có nón nha. Đơn em chưa đi nha, bé lụa trần đằng sau là có nón cô tông màu trắng, đằng trước là dạng sọc sọc sơ mi á, mọi người mặc thoải mái. Màu đen nha. Em ơi, màu đen em lấy loại 169 hay là loại 195? Loại này là có màu đen nữa kèm nịt 169. Loại này là có màu trắng, màu đen và màu kem 195. Em lấy loại nào comment loại đó nha, 169 hoặc là 195 giùm chị dâu nha. Rồi 49.000 cho dâu mã này là mã sọc đi mọi người, áo Quảng Châu có kèm nón nè. Sọc nha. Áo đồng da 49.000 mã vô mã vô. Sọc sọc, chị nào lấy sọc cho em mã sọc nha. Nãy áo đó 49.000 à vậy hả, không nhớ. 49 nha, chị nào lấy áo sọc cho dâu mã sọc nè. Nãy là em được áo này đúng không? 49 nha, chị nào lấy 49 cái dâu mã sọc 49.000. Xinh lắm, xinh lắm. Sọc nha, sọc 49.000, chị nào lấy sọc cho em mã sọc. Áo Quảng Châu nha. Nhiều mẫu quá. Lên mẫu. Đây em có một cái chân váy. Chân váy nha. Đây chân váy size M. Size M hay size S đây? Size S à, chân váy size S. Quần 195 em có chưa ta chưa? Quần 195 em hồi tối em đâu coi like đâu, đẹp lắm. Áo bên cạnh quần trắng, áo bên cạnh quần trắng là 145.000 nha Trần Trang. Áo bên cạnh quần trắng là áo u mì. Áo bên cạnh quần trắng mặc thành áo kiểu được, mặc thành áo khoác được nha. Nó là phối lụa. Nó là phối lụa nha, 145.000 người đẹp ơi. 145 nha. Cái mụn liên nè, 49.000. Mặc quần sọc chân váy dễ thương rồi, em lấy 169. Màu đen 169, ok. Kèm nịt 169.000 cho bé Thủy nè. Nghe chị ơi. À không, vậy là em lộn á, gửi thường giùm em. Những cái đơn đi tỉnh không có đơn nào đi nhanh đâu. À rồi. À, chị đổi đi, đổi mã giùm em cái nha. Em nói là đầu em là bữa nay nó lộn xộn, nó quên tùm lum tạc lẹt hết á. Ờ. Ba cái đơn kia giữ lại cho em cái nha. Rồi, ok chị. Sọc. Quần đó, quần mã mới mà em chưa lấy nha. Đây chân váy size S nha, có chân váy size S có túi nè. Các nó là jean á. Quần 169 màu. Em ơi, quần này không có màu trắng. Quần trắng này là 195, nó là jean kaki jean. Đẹp lắm, đẹp xuất sắc luôn. Cho mọi người coi lại form nha. Form nào cũng đẹp. Quần này hồi tối chị dâu lai là Du Phương không có coi. Có màu đen, con này là có ba màu đẹp lắm luôn. Đẹp nha, quần có túi nè. Con này là 195 em gái. Quần dài 195 co giãn form cực đẹp nha, lưng quần nè. Lưng quần của nó nè, nó xếp ly á. Quần đẹp lắm nha. À thì 43 cân chị dâu để cho em size S nha. 43 cân chị dâu nhớ em mặc size S mà bé Thủy nha, 43 cân là bằng chị dâu á. Ok chưa? Quần trắng này là 195 có đủ size S, M, L, XL. Có ba màu, màu kem, màu trắng và màu đen. Chị nào lấy mã nào thì cho dâu mã 169 là quần này. Có màu đen với lại màu nu. Còn 195 là qua mã màu trắng nha. Có size lấy có size XL luôn mà em gái. Hôm qua là em lấy cái mã kia. Hôm qua là em lấy mã kia nha. Quần nhiều mà, quần tây cũng về đầy mẫu rồi, dâu chưa khui á, dâu chưa bán được á. Rồi để bán tiếp cái áo này có một cái. Sao mà vải đẹp ghê luôn. Đẹp lắm luôn mọi người, trời ơi, dạng baby doll nè. Cưng không? View hình lấy đi, view hình vải đẹp lắm luôn á, vải lạ. Này là nhặt không xù nổi đâu, không nhăn không xù nha. Không nhăn không xù, cổ vuông tay bồng, nó là dạng baby doll nè. Nè mặc quần sọt, dâu đang mặc cũng dễ thương, nói chung là mặc dễ. Em bán con này cho mọi người là 85.000 cho dâu mã vàng. 85.000 chưa tới giá vốn luôn á. Thề mấy chị luôn á. Bữa nay là em khui lô này là toàn mã bây giờ mới về luôn, chứ còn các chị đâu thấy em like những mã này bao giờ đâu, nên là yên tâm toàn hàng mới á. Đẹp lắm luôn nha. Nghĩ bán rẻ cho mọi người này, nút bọc á. Vải đẹp lắm, vải lạ nha, không xù, không nhão, không nhanh luôn.
Cho dâu mã vàng nha, sọc vàng 85.000. Sọc vàng 85.000 nha, chị nào lấy sọc vàng cho dâu mã sọc vàng. Cổ vuông tay bồng. Chân vải này size S nha, vải đẹp, zin mà zin trắng nha. Zin trắng size S nhà dài. Con này đi công sở được tại vì con này là chị nào lùng là tới gối. Chị nào à ok Trúc My lấy quần trắng luôn, ok nha. À, chị nào lùng là tới gối nha, còn không thì mọi người mặc gần tới gối. Đi công sở được chứ nó không ngắn nha. Em bán con này cho mọi người là 59.000. Vàng cho Liên 195 size S màu đen nha chị. Rồi ok, 195 size S màu đen. Chị là lấy quần nào cũng đẹp, quần nào cũng đẹp nha. Ai yêu quần nào lấy quần đó. Quần tây rồi nữa, chị nào coi quần tây không? Quần tây nha. Áo đây nãy chị nào chốt này, em còn cái này áo à, mã này là khác mã nãy. Áo 75.000, chị nào lấy hồng cho em mã hồng đẹp lắm. Riêng những con này thì em nói thật các chị không mua dưới 100.000 tại vì dâu đã đi mua 130.000 rồi. Bốc sĩ dâu đã cả 100.000 rồi mà, nó là cô tông hai da nha, cho dâu mã hồng đi. Cô tông hai mặt nha mọi người. À cô tông hai da nha. Cô tông hai da. Đẹp muốn chết luôn. Đẹp lắm nha, chị nào lấy hồng cho dâu mã hồng. Hồng. Hồng nha, hồng 75.000, dòng áo này em bán đồng giá 75.000 cho mọi người hết. Hồng 75 nha, chị nào lấy hồng cho dâu mã hồng. Hồng 75 nè. Sơ mi lụa nè, hàng công sở nè. Nè, bốc sĩ vô 101 nè, em nói là những hàng này bốc sĩ vô toàn trên 100.000. Bốc vô là 101 rồi, trên 100.000 nha. Xanh nha, xanh sơ mi. Đây mã xanh sơ mi nha. Xanh sơ mi tông công sở. Rồi xanh nha, chị nào lấy xanh cho dâu mã xanh đi, bán con này cho mọi người là 75.000. 75.000 giùm em nha, xanh 75. Xanh 75, form này free size. Form này ai mặc cũng được, free size nha, cho dâu mã xanh đi mọi người. Xanh. Nãy chị nào chốt bơ không được nè, bây giờ em có màu xanh nè. Rồi mã này là mã 5 nha, mã 5 75.000. Mã 5 75.000, nãy có màu bơ, màu xanh, màu gì đó. 75.000 nha, chị nào lấy con này cho dâu là mã 2. Cô tông hai da, mã này là mã 2 nha, màu xanh. Màu ở ngoài nó không nổi bằng trên like đâu ha các chị ha. Xanh lá. Xanh lá nha, mà màu ở ngoài nó không nổi bằng trên like đâu. Xếp áo gì tùm lum tà le. Áo len, áo bụng. Rồi vàng. Vàng nha, free size nè. Đẹp kinh hồn khủng khiếp. Cho dâu mã vàng nha các chị yêu ơi. Vàng. Mã 2 cho bé Thủy nè. Rồi vàng giùm em nha, vàng các chị ơi. Em nói là những con này mà bán là lỗ lắm luôn á. Vàng nha, cho dâu mã vàng đi mọi người, 75.000. Vàng nha, đẹp lắm luôn. Vàng, chị nào lấy vàng cho dâu mã vàng nha, cực đẹp. Vàng. Nè, nó có báo phía trong nè. Làm đẹp quá trời luôn mấy cái này nè, xịn lắm. Cô tông hai da nha, bao vải mát luôn. Vàng cho bé Thủy nè. Nhận mấy con này mặc cực ưng luôn em gái, vừa đẹp vừa xịn vừa rẻ. Vàng chắc hết quá. Con này hình như có màu khác á, không biết là màu gì, chờ dâu một tí coi. Con này hình như là có màu khác nha. Hết vàng. Đây. Đỏ đẹp nè. Đỏ gạch nha mọi người, đỏ gạch nha, cho dâu mã đỏ đi mọi người, áo Quảng Châu á, áo thun form rộng rãi thoải mái. Áo thun form rộng rãi thoải mái, hàng Quảng Châu xịn nha, tay bồng. Thun tay bồng á. Thấy chưa? Thun tay bo bồng nhẹ nhẹ mọi người nha. Thun tay bo bồng á, chị nào lấy đỏ cho em mã đỏ đi, bán con này cho mọi người là 59.000. Áo thun Quảng Châu form suông rộng rãi. Form suông bự nha, mọi người mặc đóng thùng mặc thả gì tùy ý, tay nó là tay bồng. Em có hai cái màu đỏ à. Chị nào lấy đỏ cho em mã đỏ nha. Ủa có một cái à. Hai cái, có hai cái nha. Chị đẹp nào lấy đỏ cho em mã đỏ, đỏ gạch. Đỏ nha, thun đỏ tay bồng. Chị nào lấy đỏ comment mã đỏ giùm em. Đây là một em áo len.
áo len cổ tim nha, rộng rãi thoải mái, áo len cổ tim tay dài, len cổ tim tay dài, chất mịn quá, len cổ tim tay dài rồi cho dâu. Mã này là mã vàng nha, 55.000, len cổ tim tay dài mình 55.000. Like chút xíu nữa nghỉ nha các chị, sắp nghỉ đó, em like tí tí nữa rồi em nghỉ. Len cổ tim tay dài, chị nào lấy cho em mã này là mã vàng, mã vàng nha, vàng tim, vàng tim 55.000. rồi áo đen 75 nè. Cái này là nó, cái chữ này là nó vàng vàng như vậy chứ không phải là bị lỗi đâu nha mọi người. Đây nè, đó, đốm 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 vàng đều mà, cái nào nó cũng cũng vàng, bi bi vàng vàng phía trong đây hết nha. Rồi mã đen 75.000, vàng áo này là em bán đồng giá 75 hết, vàng áo này là bán đồng giá 75 hết nha. Đen, chị nào lấy đen cho em mã đen nha. Đen tay dài, xám là cái nào vậy em? Rồi trắng nha, đen và trắng y chang form nhau, y chang chất, khác màu thôi, khác hình một tí. Rồi đen và trắng, xám là mã nào vậy Châu Ngân? Xám mã nào vậy? Chỉ có đợt này em nghỉ bán á, em mới bán buổi chiều rồi, hồi đó lâu lắm rồi chưa bao giờ bán buổi chiều, toàn bán ấy thôi. Xám là mã nào vậy bà? Cái xám trong túi mà dưới nền đây hả? Áo kiểu, con này cưng quá à. Nè, nó có rút dây như vậy nè, muốn rút tới đâu thì rút tới đó nha. Màu xanh, xanh xám, màu xanh xám nè, mẫu nó như vậy nè, nó có bao phía dưới nè. Đúng không? Mã này đúng không? 55.000. Cái dâu mã xanh xám nha, xanh xám 55.000. Trắng 65 kg, dạ chị mặc đẹp nha chị. Trắng 65 cân mặc đẹp. Hàng này là form lửng lửng mà, free size mà. Trời ơi 65 70 kg em bao vừa hết, mặc đẹp hết nha. Nó có bo nè, nó có bo đây là khoảng 3 40 kg, mặc rộng rộng giống như con dâu hoặc là mấy chị đó, mấy chị có con hoặc là ấy là mặc ok hết mà nè. Vừa nha chị ơi, vải đẹp lắm luôn. Xanh xám 55.000 cho bé Trang. Ừ, form lửng em gái. Form lửng nha. Form lửng mặc cho trẻ. Tôi đi kiếm bút nữa đó. Mới bút đây mà ha. Đây à. Đây, kem sữa đẹp ha, 75.000, áo quá trời rẻ luôn, áo Quảng Châu xịn quá trời xịn luôn. Rồi kem sữa nha, chị dâu mã kem sữa đi mọi người. Dạ, lấy trắng nè, kem sữa nha, mấy cái mã này là vừa hết đó chị Liên ơi, chị yên tâm nha. Áo thun, áo thun mấy mã này là vừa hết, đẹp, bao hàng đẹp, hàng xịn nha. Thun thun nè. Có đầu nó quên vậy đó. Rồi kem sữa nha, chị nào lấy kem sữa, hiếm màu này, hiếm lắm luôn. Màu này là trắng da khỏi bàn rồi, kem sữa nha, có một cái à. Kem sữa, chị nào lấy kem sữa cho em mã kem sữa. Kem sữa, kem sữa. Kem sữa nha, lên con rêu này đi. Lên con rêu này nè. Ưng lắm, cổ nhìn thấy cái cổ của nó là ưng rồi. Đó, rêu các chị nha. Rêu cổ bèo nè, tay cánh tin bèo xuống. Tay cánh tin bèo dài xuống nha. Đó nha, rêu nha mọi người. Rêu nha. Chị nào lấy thì comment em có size á, rêu này là đủ size luôn. Rêu có size nha mọi người. Kem cho Thuận Huỳnh. Em chồng mặc á dạ, hỏi mẫu nào vậy Hồng Lan Quỷ Hà? Hỏi mã nào giờ? Vô hỏi nhiêu á, biết đâu trả lời. Hỏi gì? Hỏi cái gì nhiêu? Rồi mã rêu nha, kem cho Thuận Huỳnh. Rêu em bán con này cho mọi người. Rêu này bán cho mọi người con này 45.000. 45 nha, rêu 45 có size SML. Rêu nè, cổ nó như vậy nè. Nha, chứ nó không cao như vậy đâu, yên tâm, cổ nó cao vừa phải như vậy nè. Rêu cổ bèo, tay cánh tiên bèo xuống.
rêu nha, có dây kéo đằng sau mọi người dễ mặc, có dây kéo đằng sau nè, rêu rêu chị nào lấy rêu cho dâu mã rêu nha, rêu 45.000, rêu 45.000 thôi, hỏi nhiêu biết đâu mà dâu trả lời yêu quái ơi. Kem sữa cho Thuận Huỳnh nè, rêu cho Mộng Liên nè, 45 nha, chị nào lấy rêu cho em mã rêu đi mọi người, rêu 45 nha, chị nào lấy rêu chốt mã rêu. Like chút xíu nè, em nghỉ nha, 5 giờ nghỉ. Thung này, mấy áo thun Quảng Châu này chất đẹp lắm, thun tay dài bồng bồng nha, tay dài nhưng mà bồng nè, mọi người thấy không, đẹp không? Đẹp nha, em bán con này cho mọi người là 59.000, một cái màu đỏ gạch duy nhất thôi. Thôi họ chốt rồi à, một cái đỏ gạch duy nhất tay bồng nha, áo thun á, áo thun Quảng Châu. Mặc đóng thùng mặc thả gì cũng thoải mái luôn ha. Mặc đóng thùng mặc thả hoặc là các chị mặc xoắn eo á, xoắn nè, xoắn một bên lên, rút rút lại nè, mặc xoắn một bên lên là đẹp à. 59.000 cho dâu mã đỏ nha, đỏ tay bồng. Đỏ tay bồng tối mấy giờ chị like, khoảng 7:30 8 giờ. Đỏ tay bồng nha, chị nào lấy đỏ cho em mã đỏ. Đỏ tay bồng nha các chị ơi, đỏ tay bồng. Đỏ 69.000 à 59.000. Ok. À có một em đầm. Đầm hàng Quảng Châu á. Nè đây là đằng sau lưng nha, đằng sau lưng là nó xoắn ngay lưng một tí. Không hở đâu nha, không hở tới phần dây áo ngực đâu nó. Trên đây là nè, mặc lên đây là nó vậy nè. Dây áo ngực của mình nằm ngay đây nè, đây là xoắn nha, xoắn đằng sau lưng, đầm xuông qua gối. Chị nào cao thì ngang gối, còn không thì nó mặc vừa qua khỏi gối nha, đầm xuông. Đỏ đô đơn giản rồi, bán con này cho mọi người là 69.000. Đầm xuông nha, free size 65 cân đổ về mặc ok hết. 65 cân đổ về nó xoắn đằng sau lưng á, chị nào lấy đầm đỏ cho em mã đầm đỏ cực đẹp. Ok Du Phương nha. Tối em chơi với chị. Cái gì? Được tí hả? Được tí là làm hả hay là sao? Đầm đỏ cho Du Phương nha. Con đỏ mặc lên đẹp lắm nha. Rồi, áo này rất là tây luôn. Rất là đẹp nha. Đẹp không? Chị nào lấy nâu cho dâu mã nâu nha, free size. Nâu nha, mặc thả, mặc đóng thùng gì ok hết nè. Nâu nha, cho dâu mã nâu đi, nâu 59.000. Nâu 59.000. Em có một cái nha, chị nào lấy nâu. Sắp tới Noel nên mua đỏ rồi. Nâu nha, chị đẹp nào lấy nâu cho dâu mã nâu mọi người ha. Nâu 59.000. Mấy giờ đâu biết, like xíu nữa là em nghỉ. Like 10 phút nữa đi. Mua lạc đồ này mặc tới lúc vô bán lại à, dạ ok chị nha. Ê con này 59.000 nó có màu nữa nè, Du Phương lấy luôn đi, đẹp lắm luôn Du Phương. Tay bồng á, có màu này là màu cam da, chuẩn cam da, màu đẹp lắm luôn. 59.000 cô tông đẹp nha, cô tông Quảng Châu trơn nhưng mà cái kiểu nó đẹp, nó trẻ, tay bồng nè nha, free size rộng rãi, mặc đóng thùng mặc thả gì cũng được, màu đẹp ha. 65-70kg là mặc đẹp luôn. Rồi cam da nha, chị nào lấy cam da ok bé Vi. Cam da nha, chị nào lấy cam da cho dâu mã cam da 59.000. Đẹp lắm, ưng lắm. Nâu. Vi Huỳnh nè. Nâu cho Liên nè. Cam da nha, chị nào lấy cam da cho em mã cam da đi mọi người. Cam da tay bồng. Cam da tay bồng, cam da tay bồng. Đen nha, đen 75. Đen 75 ha. Đen tay bồng á, nói chung là form này ai mặc cũng được. Trẻ trẻ rồi, con khoảng mười mấy tuổi cũng mặc được rồi. Bản thân mặc hoặc là cho con, cho em gì đó mặc. Con em nó cũng mặc mấy tông này không. Đen nha, đen 75.000, chị nào lấy đen cho em mã đen. Rồi hồng này đẹp nè. Ong nâu, chị ong nâu đúng chuẩn, chị ong nâu luôn. Ong nâu nha, hôm bữa là ong đen đúng không? Xem màu cam da, dạ cam da có một màu duy nhất chị ơi, hết rồi. Cam da chỉ có một màu duy nhất thôi.
Ong nâu, ong nâu. Ong nâu nha. Đó, bán cho mọi người con ong nâu này 95 ngàn. Von lụa nha, sơ mi von lụa ong nâu này 95 ngàn. 95 ngàn. Em hôm em bán ong đây là đã trăm mấy rồi. Ong đây là đã trăm mấy rồi nha. Ong nâu 95 ngàn, sơ mi nha, sơ mi von lụa. Sơ mi von lụa ong nâu. Cam da là thun hả? Đúng rồi Thảo, cam da là thun đẹp lắm. Ô, hôm qua Thảo hỏi cái gì vô quên rồi ta. Hôm qua Thảo nhắn tin hỏi cái gì vô quên mất tiêu rồi, giờ hỏi vô lại đi. Tại vì nhiều, một ngày trả lời tin nhắn cả mấy chục khách á, cả trăm khách luôn á, có khi cao điểm là cả trăm khách á. Còn không là cứ 4-50 khách, 3-40 là hỏi qua luôn, giờ em không nhớ được á, cứ nhắn tin ngày nào nhắn tin. Một ngày là mất khoảng 5 tiếng đồng hồ để nhắn tin với khách á. Cộng lại cứ khoảng nửa tiếng rồi 10 phút, 15 phút rồi rồi 20-30 phút gì đó, cả nói chuyện cả nhắn tin. Em nói một ngày cộng lại hết mấy tiếng rồi. Một mình xử lý không kịp. Cam da là thun nha, ong 95 ngàn, chị nào lấy ong nâu cho vô mẹ ong nâu. Chị ong nâu 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 nâu. Trắng cổ tim, thun trắng tay dài cổ tim. Đó, chữ này là chữ thêu nha. Chữ này là chữ thêu giùm em nha. Trắng cổ tim. Trắng cổ tim nha mọi người. Trắng trắng trắng, chị nào lấy trắng cho em mã trắng đi cổ thêu nha. Bán con này cho mọi người là 45 ngàn. 45 ngàn cho dâu mã trắng đi các chị ơi. Trắng 45 ngàn, nói chung là thun giấy nó mỏng mỏng nhẹ nhẹ mát mát. Mỏng mỏng nhẹ nhẹ mát mát nha. Chị gọi em nhây nhắn tin nói chuyện thôi à. Trắng nha, chị nào lấy trắng cho em mã trắng. Lấy Thảo quần trắng nha. À quần trắng 195 ngàn đúng không? Quần trắng 195 ngàn đúng không Thảo? Ok ok. Trắng cho Hồng Lan. Trắng cho Hồng Lan nè. Rồi mã jean nha. Jean này là jean tay bồng. Jean này là jean tay bồng mà form của nó là khoảng cỡ 60 cân á. Năm mấy 60, 65 cân. Năm mấy 60, 65 cân tùy chiều cao á mọi người nha. Jean này co giãn nữa. Cổ tròn tay bồng. Cổ tròn tay bồng nha. Chị nào lấy jean cho vô mã jean ngàn rồi 45 ngàn. 45 ngàn jean 45 nha, hàng Quảng Châu hết. Giày co giãn. Giày co giãn nha, jean em có hai cái. Chị nào lấy jean cho vô mã jean. Cái này là mặt đằng sau lưng em lộn. Cái này là đằng sau lưng á, đằng trước là đây nè. Nha, jean nha, jean. Trời ơi tay bồng đẹp lắm Du Phương ơi, 45 ngàn xuất sắc. Với lại áo beo bữa lai còn không? Áo beo bữa lai là áo nào không nhớ luôn á. Vô like nhiều mã vô không nhớ. Người đẹp có chụp hình không? Có hình chụp không gái? Jean 45 ngàn. Anh đi đón con đi anh. Đón con xong là về chở em đi một vài chỗ. Đi đón con về đi để em nghỉ, em sắp nghỉ rồi. Jean em còn cái nha. Chị nào lấy jean cho em mã jean. Đẹp ha, con này lên form đẹp lắm nha. Cổ tim. Cổ tim tay dài bồng. Tay dài bo nè. Xám nha, chị nào lấy xám cho em mã xám 55 ngàn. Xám 55 ngàn cho dâu nha. Đây. Không hở đâu, không hở ngực, mọi người yên tâm. Muốn hở cũng khó hở nữa. Nó nhúng nhúng xuống nè. Áo Quảng Châu hết nha, không có hàng nào hàng thiết kế đâu mọi người, hàng Quảng Châu hết. Rồi mã xám giùm em nha. Xám 55 ngàn. Chị nào lấy xám cho dâu mã xám co giãn nè. Xám đẹp lắm liên. Rồi. Lấy con này sang này Du Phương. Áo Quảng Châu nha. Free size rộng rãi thoải mái nha. Áo vô mặt có bèo. Áo vô mặt áo beo vô mặt xong có bèo ở giữa là mã nào ta? Áo vô mặt like có bèo ở giữa, áo beo hả? À với lại áo bèo bữa lại với lại áo beo bữa like còn không? Áo vô mặt like có bèo ở giữa. À vậy là áo vô áo bèo bữa vô like đúng không? Áo bèo bữa vô like là mã nào ta? Thêu hả? Bèo bèo hay là mã gì? Tại vì áo vô mặt mà bèo thì nhiều mã quá giờ không nhớ. Sang cho em già đi mới hợp với gấu. Mã này đâu có già đâu em, mã này là sang mà tông trẻ mà. Vải đẹp lắm, không biết gọi là vải gì luôn, không biết gọi là vải gì, không phải thun. Co giãn nhưng mà không phải thun nha, cực sang. Nè. Nhũ nhũ nhưng mà nhũ này nó không bị ra đồ, không bị ra nó không bị rớt cái nhũ ra ngoài, yên tâm nha. Chị Thu đâu rồi giờ này, chị Thu đi rồi á. Không là chị Thu lấy con này rồi sang.
nha. Cho dâu mã này là mã đen đi, bạn con này cho mọi người 59.000, 59.000 nha, ai cũng mặc được, 40 cân tới khoảng 70 cân là ok hết nha. Nó còn co giãn nữa mà. Đen nha, chị nào lấy đen cho em mã đen. Cần gì đóng thùng, mặc thả được rồi. Mặc xuông xuông nhẹ nhẹ, mang giày thể thao với quần sọc hoặc là chân váy, mang giày thể thao đi chơi là thoải mái rồi. Đen nha, chị nào lấy đen cho em mã đen đi. Con này đang suy nghĩ không biết có nên bán hay không, về được con cái và đang định để dành để mặc đẹp á. Cổ nó bo như vậy nè, tay nó cũng bo luôn mà vải đẹp nữa chứ. Nhập sĩ vô toàn trăm mấy không à. Chịu Hới ơi, chị dâu nói nè, nãy em vô chị dâu hỏi em là em mang giày size mấy để chị dâu biết đường chị dâu lên mẫu, tại vì nhiều mẫu nhưng mà nó không đủ size. Nãy chị dâu có hỏi em á là em mang giày size mấy để chị dâu lên mà không thể em trả lời đúng không? Dâu có nói rõ trên live mà, dâu nói là em mang giày size nào để chị dâu biết chị dâu lên cho. Chứ còn nhiều mẫu nhưng mà có mẫu không còn size. Đâu biết em mang size nào đâu lên lên đại. Sọc nha, bạn con sọc này cho mọi người 99 ngàn. Sọc 99 nha, sọc 99. Sọc 99 nha, kiểu như dạ nhung á, đẹp, sọc 99 nha. Chị nào lấy sọc cho em mã sọc. Phi Yến, quần công sở dâu có nhiều lắm mà bây giờ dâu chuẩn bị nghỉ rồi, tối đi, tối vô like dâu coi like quần công sở. Tối được không người đẹp? Bây giờ dâu chuẩn bị dâu nghỉ rồi. Phi Yến nói tối nha. Thun xanh đơn giản, áo xanh đơn giản mà đẹp nè, hàng Quảng Châu. Thun xanh nha, vải đẹp lắm, mịn, mịn đẹp nha, rồi 59 ngàn. Like quần tây chị ơi, tối like quần tây nha, bây giờ em không lên đâu. Quần tây nhiều mã với lại nó có size rồi. Nói chung là giờ chắc không lên đâu chị ơi, tối nha, tối lên quần tây nha. Rồi xanh 50, bán 55 ngàn đi. Đẹp kinh khủng. Free size cho em nha. Xanh nha, đơn giản đẹp nè, vải đẹp lắm luôn, 70 cân đổ về vừa hết nha. Cỡ 3-40 cân tới 70 cân là mặc được hết. 3-40 cân gầy gầy thì mặc theo kiểu gầy, mặc đóng thùng hoặc là mặc suông rộng. Bự bự con thì nó mặc rồi em nghĩ nha mọi người. Dâu nghĩ nha các chị ơi. Bye bye cả nhà. Tối nha, tối gặp mọi người nha, 8 giờ.